Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch. Tập 334 chương 3331, bố cục phong bạo hải. Liễu Sơn mở ra đại trận, đưa Tần Tang ra khỏi Tử Vân Sơn, trở lại vùng biển trước đó. Tần Tang bay vào Vũ Hải, xuyên qua Na Di trận trở về Chu Yếm tộc. Nguyên Tượng tộc trưởng lúc này đang ở trong động phủ. Tần chân nhân đã gặp vị Ninh chân nhân kia rồi chứ? Nguyên Tượng tộc trưởng không còn giấu giếm nữa. Tần Tang gật đầu, đã nhận được chỉ điểm của Ninh chân nhân, giải khai rất nhiều nghi hoặc cho bần đạo. Bất quá, bần đạo vẫn còn một chuyện chưa hiểu. Chẳng hay Ninh chân nhân với Tử Vân Sơn và Chu Yếm tộc có lai lịch gì mà Nguyên Tượng tộc trưởng lại cam tâm tình nguyện dâng tặng hai danh lạch thánh địa. Nguyên Tượng tộc trưởng khẽ thở dài, Ninh chân nhân cũng đã nói việc này cho Tần chân nhân rồi, chẳng lẽ lần này muốn phái Tần chân nhân tiến vào thánh địa? Đúng là có ý đó, nhưng bần đạo không muốn thiếu ân tình của Tử Vân Sơn, nên định nghĩ cách mưu cầu một cái danh lạch từ Ti U tộc. Tần Tang nói, suốt cuộc có lai lịch gì bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết tục lệ này đã có từ rất lâu rồi. Lúc lão phu còn nhỏ, có một vị lão tổ thân cận từng ở thánh địa tu hành nhiều năm. Năm đó gặp Ninh chân nhân cũng phải tự xưng vãn bối. Nguyên Tượng tộc trưởng nói đầy ẩn ý. Tần Tang thầm giật mình, trừ phi đối phương không che giấu khí tức, bằng không tu sĩ luyện hư rất khó nhìn thấu tu sĩ hợp thể và đại thừa. Trong cảm ứng của hắn, chỉ thấy Ninh chân nhân thâm sâu khó lường. Chẳng lẽ Ninh chân nhân là một vị tu sĩ đại thừa? Khi Ninh chân nhân nhắc đến Luli, dường như rất chân thành tha thiết, bộ dáng hoàn toàn cân nhắc cho Luli. Nhưng Tần Tang sao có thể hoàn toàn tin tưởng lời nói một phía của nàng? Bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, chỉ đành nhẫn nhịn. Bất luận hắn muốn làm gì, nhất định phải cân nhắc hậu quả khi vi phạm ý chí của nàng. Giả sử đối phương là một vị tu sĩ hợp thể kỳ, về sau vẫn còn hy vọng thoát khỏi khống chế. Nguyên Tượng tộc trưởng truyền giọng, chân nhân lần này đại thắng trở về, định khi nào tổ chức khánh điển. Lão phu có chuẩn bị một ít lễ mọn, muốn đi phẩm rượu ngon, nét phẩm chân tàng của Tần chân nhân. Còn có mấy vị tộc trưởng khác, nghe nói chiến tích oai hùng của chân nhân, đều sinh lòng ngưỡng mộ, cũng muốn đến bái phỏng. Có một số bộ tộc tính tình ôn hòa, cũng không bài xích ngoại tộc. Tần Tang mỉm cười nói, Nguyên Tượng tộc trưởng khách sáo rồi, bần đạo sẽ cho người đưa rượu đến nay, còn khánh điển thì không cần, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ. Nếu các vị đạo hữu khác muốn đến, bần đạo vô cùng hoan nghênh. Theo ý bần đạo, chỉ cần có một mảnh đất dung thân, an phận thủ thường là đủ hài lòng rồi. Nhưng mà, ngăn cách cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài, chỉ biết làm sâu sắc thêm ngăn cách, lại chẳng biết ai có thể kết giao. Chỉ có thể làm phiền Nguyên Tượng tộc trưởng dẫn tiến giúp. Nguyên Tượng tộc trưởng sảng khoái đáp ứng, dễ nói. Dễ nói, ngoại hoạn đã trừ, còn rất nhiều việc cần Tần chân nhân giải quyết. Lão phu xin phép cáo từ, ngày sau lại đến bái phỏng, tạm biệt. Tần Tang rời khỏi động phủ. Nụ cười trên mặt thu lại, trầm ngâm một chút rồi đi thẳng về phong bạo giới. Khanh Dương Quan, Lý Ngọc Phụ biết Tần Tang trở về, đến bẩm báo, dâng lên một viên ngọc giản. Sư bá, phong bạo hải cơ bản đã khảo sát xong. Phong bạo giới đã dung nhập vào đại thiên thế giới, không tiện tự xưng là phong bạo giới với bên ngoài nữa. Tần Tang bèn gọi chung phong bạo giới cùng với ba đại khu vực và vùng biển trường hữu tộc nhượng lại là phong bạo hải. Thân thức, Tần Tang chạm vào ngọc giản. Một tấm bản đồ hiển hiện hư không, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng động phủ, trên hải đồ đánh dấu rất chi tiết, có thể nhìn thấy toàn cảnh phong bạo hải. Vùng biển phong bạo giới và trường hữu tộc cộng sinh đại khái có hình dạng tứ giác, phía đông là Nhiệt Hà, ba mặt còn lại đều bị vụ chiều bao phủ, vốn chỉ có trường hữu tộc cư trú, không tranh giành quyền thế, vô cùng an nhàn. Giờ đây hơn phân nửa hải vực đã thuộc về phong bạo giới, trường hữu tộc chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc phía tây nam. Giữa phong bạo giới và Thánh Mộc Nguyên có ba quần đảo, vốn dĩ trường hữu tộc đã xây dựng ba tuyến phòng thủ kiên cố ở đây, hiện tại tất cả đều dâng hết. Ngoài ra, phía bắc và phía nam phong bạo giới đều có những vùng biển mênh mông, tuy không phải là châu lục lớn nhưng cũng có không ít bãi đá ngầm, nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú. Trường hữu tộc cũng đã rút lui khỏi những nơi này, về Thánh Mộc Nguyên. Phong bạo hải ngày nay, đối với tu sĩ phong bạo giới, có thể nói là rộng lớn vô cùng. Lý Ngọc Phủ đã phái người đi khắp phong bạo hải, xem xét địa thế và đánh dấu chi tiết trên bản đồ. Đệ tử dự định xây dựng vài tòa hạ viện ở những nơi này. Lý Ngọc Phủ lần lượt chỉ vào mấy địa điểm. Tần Tang khẽ vuốt cằm,
Những địa phương Lý Ngọc Phủ lựa chọn đều là nơi linh khí dồi dào, lại có vị trí đặc thù. Chiếm giữ những nơi này, bất luận phong bạo hải có xảy ra chuyện gì, Thanh Dương Quan đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, hiển nhiên là đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, còn nơi này nữa. Lý Ngọc Phủ lại chỉ về phía tây nam, một trong ba quần đảo nằm gần biên giới nhất, ranh giới quần đảo này cách Thánh Mộc Nguyên không xa, nếu quá mức ép sát, khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Ý của đệ tử là phong bạo hải đủ rộng lớn để dung nạp tu sĩ tam tộc, không cho phép người khác đến đây khai tông lập phái, chỉ phái một ít tu sĩ đóng giữ quanh năm, để phòng trường hữu tộc tập kích, ngăn chặn xung đột lớn. Đề nghị này của y cũng là tuân theo mệnh lệnh trước đó của Tần Tang. Ý tứ của Nguyên Tượng tộc trưởng rất rõ ràng, cuộc chiến giữa phong bạo giới và trường hữu tộc đến đây là kết thúc, trừ phi trường hữu tộc lại xuất hiện một cao thủ không cảnh nhị trọng, chủ động gây hấn. Có ai muốn rời sơn môn hoặc là ra ngoài khai tông lập phái không? Tần Tang hỏi. Loạn trong giặc ngoài đều đã lắng xuống, phong bạo giới đã trở thành đạo tràng của Tần Tang, nhưng vẫn còn một bước quan trọng nhất, xây dựng pháp đàn truyền lục. Linh tài đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo sẽ bắt đầu xây dựng pháp đàn. Đồng thời, Tần Tang muốn dựa vào pháp đàn truyền lục, tái lập ngũ lôi viện. Một trong những mục đích Lý Ngọc Phủ đi khảo sát lần này, chính là tìm kiếm địa điểm thích hợp để xây dựng pháp đàn truyền lục. Tần Tang tạm thời không có ý định bao trùm toàn bộ phong bạo hải, tu sĩ phong bạo giới cơ bản đều ở ba đại khu vực, nơi này sẽ là chủ thể của đạo tràng, đợi đạo tràng xây dựng xong, sẽ xem xét tình hình cụ thể rồi mở rộng ra ngoài. Tuy nhiên, một khi đạo tràng được xây dựng, phong bạo giới sẽ trở thành đạo tràng của riêng Tần Tang, các tông môn khác và tu sĩ đều phải ngưỡng vọng, bị ngũ lôi viện giám sát và ràng buộc. Tu tiên giả truy cầu tiêu dao tự tại, luôn có người không muốn bị ràng buộc, rất nhiều người vừa mới lập công trong đại chiến. Tần Tang không thể lừa gạt, tiêu diệt toàn bộ những người phản đối. Ngay cả đạo đình lúc cường thịnh nhất cũng không làm được, mà đạo đình bị hủy diệt, e rằng cũng có liên quan không nhỏ đến việc này. Tần Tang cho bọn họ một con đường, không muốn bị ràng buộc, có thể rời khỏi ba đại khu vực này. Đương nhiên tự do cũng chỉ là tương đối, đồng thời cũng phải từ bỏ một số thứ. Ví dụ như, Tần Tang xây dựng pháp đàn, thiết lập ngũ lôi viện, ai muốn tu luyện lôi pháp đều có thể tu luyện cao thượng thần tiêu lục, không phân biệt xuất thân, đồng thời sẽ chọn người vào ngũ lôi viện làm quan, tương đương với lập ra một tiểu đạo đình. Những tu sĩ và tông môn rời đi kia đương nhiên không có tư cách. Tuy vậy, vẫn có người bằng lòng từ bỏ những thứ này, một lòng theo đuổi tự do tự tại. Đệ tử đã phái người truyền tin liên lạc với một số tông môn và tu sĩ, hỏi thăm ý nguyện của họ. Những đại tông môn kia phần lớn đều muốn đặt cược hai bên, phái một bộ phận đệ tử ra ngoài, còn những tông môn muốn rời toàn bộ ra ngoài hải ngoại, đa số là ma môn. Trong đó yêu tộc là cấp thiết nhất, nhất là mấy đại thủy tộc xuất thân từ Đông Hải, đã chọn xong địa điểm, chuẩn bị rời cả tộc đi. Chương 3332, tang lễ, Lý Ngọc Phủ ngắn gọn bẩm báo tình hình, nghe vậy, Tần Tang cũng không suy nghĩ nhiều, vốn dĩ đạo môn và ma môn, cùng yêu tộc luôn bất hòa. Nay bọn họ đã quyết định rời đi, Tần Tang cũng không miễn cưỡng. Lý Ngọc Phủ lại bẩm báo, trong môn đã chọn lựa được một số đệ tử có thiên phú xuất chúng. Đợi pháp đàn xây xong, tiếp nhận pháp lục sẽ chuyển tu lôi pháp, nhưng đều là các đệ tử hậu bối. Sư huynh đệ đều tu hành truyền thừa của sư thúc, Nguyễn Ngân sư đệ một lòng hướng về kiếm đạo, Ngọc Nô đạo hữu lại là yêu tu. Bọn họ đều không thích hợp tu luyện lôi pháp của đạo môn. Năm đó, sao thần tiêu hợp nghị, đạo đình mới thành lập, tập hợp rất nhiều truyền thừa của đạo môn, nhất định phải chiếu cố thế lực khắp nơi, bởi vậy không có bất kỳ một mạch nào có thể độc bá đạo đình. Phong bạo giới lại khác. Đây là đạo tràng do một tay Tần Tang tạo dựng, ngũ lôi viện cũng do hắn thành lập, đương nhiên sẽ không giao cho người khác trưởng quản. Một số vị trí then chốt, nhất định phải do đệ tử của Thanh Dương Quan và thế lực giao hảo với Thanh Dương Quan tọa trấn. Còn ngươi, đã suy xét kỹ chưa? Tần Tang nhìn Lý Ngọc Phủ hỏi. Trước kia, Tần Tang có công pháp thượng thừa, nhưng cũng không thích hợp với Lý Ngọc Phủ. Lý Ngọc Phủ tu luyện vẫn là truyền thừa của Vân Du Tử để lại. Căn bản không cách nào tu luyện đến luyện hư, sau khi bước vào hóa thần cũng nhờ có Lưu Ly giúp đỡ thôi diễn công pháp. So với lôi pháp của đạo đình, chênh lệch một trời một vực, truyền thừa này cũng không phải do Vân Du Tử sáng tạo, mà là thoát thai từ Thái Ất Đan Tông, chỉ cần có người kế thừa là được, không cần thiết để Lý Ngọc Phủ phải giữ gìn. Lý Ngọc Phủ không chỉ là truyền nhân của Vân Du Tử, Tần Tang sớm đã xem gã như đệ tử của mình, có lẽ gã không bằng thân thần và những người khác ở một số phương diện, nhưng lại lão luyện thành thục,
thân là quán chủ, lại có phong thái của bậc đại tướng, là nhân tuyển tốt nhất để Tần Tang giao phó, tọa trấn đạo tràng. Nếu như Lý Ngọc Phủ cuối cùng dừng bước ở hóa thần kỳ, thật sự đáng tiếc. Truyền thừa khác biệt, tiềm lực cũng có chênh lệch cực lớn, truyền thừa của đạo đình không thể nghi ngờ là loại thượng thừa nhất. Hơn nữa, nếu chuyển tu lôi pháp của đạo đình, Tần Tang có thể giúp đỡ gã nhiều hơn. Có thể dự đoán, lôi pháp nhất mạch trong tương lai sẽ trở thành dòng chính của Thanh Dương Quan, là một mạch có thực lực cường thịnh nhất. Đệ tử nghe theo sư thúc. Lý Ngọc Phủ cung kính nói, ngươi là thủy mộc song linh căn, thủy linh căn là thiên phú thích hợp nhất để tu luyện lôi pháp trong ngũ hành linh căn. Đợi sau khi tiếp nhận pháp lục, người hãy thay ta quản lý ngũ lôi viện, tạm thời đảm nhiệm chức vụ phó sứ ngũ lôi viện. Tần Tang dặn dò thêm vài câu, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía chân trời. Lý Ngọc Phủ rời khỏi động phủ, một lát sau lại trở về, thần sắc ngưng trọng, là tin gấp từ Vu tộc, Phương đạo hữu nguyên khí khô kiệt, đã không còn cách nào xoay chuyển, e là sắp. Tần Tang thở dài, đứng dậy nói, chúng ta đi tiễn Phương đạo hữu đoạn đường cuối cùng. Lý Ngọc Phủ đáp một tiếng vâng, kết động niệm quyết, bên ngoài động phủ vang lên một tiếng phượng gái, một con thải phượng đáp xuống trước động phủ, cung kính cúi đầu. Thải phượng chính là hoàng vương năm xưa, trong đại chiến đã lập công lớn, Tần Tang niệm tình nàng, không phải kẻ chủ mưu gây loạn, đồng ý để nàng thoát khỏi yêu binh, trở thành linh thú bảo hộ sơn môn của Thanh Dương Quan. Hoàng vương cũng biết điều, tự nguyện làm tọa kỵ của quán chủ 300 năm, để đổi lấy tự do sau 300 năm. Lý Ngọc Phủ là quán chủ, ra ngoài không thể quá sơ sài. Sau khi xin chỉ thị của Tần Tang, liền đồng ý thỉnh cầu của Hoàng Vương. Sư đồ hai người ngồi trên lưng thải phượng bay ra khỏi sơn môn. Tần Tang thả chân nguyên bao phủ ba người, tốc độ bay lập tức tăng vọt. Thải phượng như tia chớp, bay qua trùng trùng điệp điệp núi non. Đến thánh sơn của Vu tộc, một thanh niên Vu tộc ra nghênh đón ở bên ngoài núi, thần sắc đầy bi thương. Bản tọa nhớ không lầm, ngươi là nghĩa tử của Phương đạo hữu. Tần Tang hỏi, thanh niên Vu tộc hành lễ, vãn bối Minh Thu, bái kiến Tần chân nhân, Lý quán chủ, trạng thái của Phương đạo hữu thế nào rồi? Bản tọa tưởng rằng phải 20-30 năm nữa, Phương đạo hữu mới, Tần Tang tiếc nuối nói. Minh Thu đầy mặt tự trách, nghĩa phụ vì giúp vãn bối đột phá nên nguyên khí mới cạn kiệt sớm, là vãn bối bất hiếu. Sau đó, Minh Thu mời hai người, Tần Tang vào thánh sơn, đi đến tẩm cung của Phương lão ma. Vừa bước vào tẩm cung, Tần Tang đã nhìn thấy Phương lão ma nằm trên vương tọa, không nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ yếu ớt. Phương đạo hữu, Tần Tang gọi, cánh ve khẽ rung động, truyền ra tiếng cười vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn hùng hồn như xưa. Có Tần chân nhân đến thăm, con đường xuống hoàng tuyền, Phương mỗ còn sợ gì nữa? Minh Thu, Hải Nhi ở đây. Minh Thu quỳ rạp xuống đất. Từ nay về sau, ngươi chính là đại vu chúc đời tiếp theo của Vu tộc. Minh Thu dập đầu, nhẹ nào nói, Hải Nhi tuân lệnh, có ai dị nghị gì không? Bên ngoài tẩm cung, các vị trưởng lão Vu tộc đồng loạt hành lễ chào Minh Thu, đồng thanh hô, tham kiến đại vu chúc. Dường như lại hao tổn không ít nguyên khí, Phương lão ma dừng lại một lúc lâu, cố hết sức nói, Phương mỗ đã dựa theo phân phó của Tần chân nhân, chọn ra một số tiểu bối, sau này sẽ do Minh Thu dạy bảo. Có nữa, nếu hậu nhân bất tài, chọc giận Tần chân nhân, mong Tần chân nhân rộng lòng, đuổi chúng đi, để chúng tự sinh tự diệt. Tần Tang thở dài, nay phòng bảo dưới nội bất ưu ngoại bất hoạn, bần đạo cũng mong tam tộc có thể chung sống hòa thuận, cùng nhau thăm ngộ đại đạo. Phương lão ma vốn là thân linh thiền, không nhìn ra nét mặt, nhưng có thể thấy cánh ve của lão dần dần rũ xuống, khí tức thòi thóp. Tần chân nhân, còn nhớ Thất Sát Điện chứ? Giọng nói của Phương lão ma càng thêm yếu ớt, sao có thể quên. Trong đầu Tần Tang không khỏi hiện lên vài hình ảnh Phương lão ma khi xưa, đại vu trúc lúc này, vận mệnh của Phương lão ma. Có lẽ là từ khoảnh khắc đó, từ khi được đại vu trúc liều mạng cứu giúp, đã bắt đầu chuyển hướng. Lặng im hồi lâu, khí tức của Phương lão ma gần như tiêu tán, khi mọi người cho rằng lão đã đi đến hồi kết. Phương mỗ đời này, giọng nói của Phương lão ma như mơ sảng lúc hấp hối, không thẹn với lòng, không phụ vu tộc, không phụ đại vu trúc. Thân thể Phương lão ma chấn động, cánh ve đột ngột vỗ mạnh, tiếng ve dài rằng giặc vang vọng khắp thánh sơn. Sinh mệnh cuối cùng hóa thành một tiếng kêu bi thương tĩnh lặng. Nghĩa phụ Minh Thu gào khóc thảm thiết, cung tiễn đại vu trúc xung quanh thánh sơn. Vô số tu sĩ vu tộc chạy đến, tự động quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc than vang vọng trước tẩm cung. Các vị trưởng lão vu tộc cũng không kìm được quỳ xuống, đủ thấy uy vọng của Phương lão ma. Lý Ngọc Phủ cũng trịnh trọng hành lễ. Tần Tang thầm than, khẽ nói, Phương đạo hữu lên đường bình an từ đây. Thế gian vắng bóng một người bạn cũ, tang lễ được tổ chức theo di nguyện của Phương lão ma.
hết sức giản lược, nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu, một số nhân vật quan trọng vẫn phải mời đến. Ví dụ như các vị bá chủ của phong bạo giới, nghe tin Tần Tang cũng có mặt tại Thánh Sơn của Vu tộc, số người đến phúng viếng nhiều hơn dự kiến, ngoại trừ những người đang bế quan, những nhân vật có chút thanh danh đều đến đông đủ. Nhân cơ hội này, Tần Tang trao đổi ngắn gọn với các thế lực, bóng gió một chút, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, cho đến khi tang lễ kết thúc, Tần Tang mới rời khỏi Thánh Sơn, trở về Thanh Dương Quan. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3333, Si Hoa Thụ, có kẻ vui, có người buồn, chuyện đời là thế, đâu phải riêng ai. Sau cơn bão tố phi thăng, phong mạo giới thay đổi long trời lở đất, rồi lại bị Trường Hữu tộc quấy nhiễu gần ngàn năm, gần đây nhất bị Ti U tộc thảo phạt khổ tận cam lai, cuối cùng đã có thể sống yên ổn một thời gian. Phương lão ma chết, chỉ tạo nên làn sóng nhỏ tại phong bạo dưới, rất nhanh khôi phục lại sự bình yên vốn có. Không lâu sau, Thanh Dương Quan một lần nữa gửi pháp thiếp mời các tông môn, thế tộc đến dự khánh điển. Nếu như khánh điển lần trước để trừng trị kẻ ác, thì đại hội lần này để luận công ban thưởng. Đêm đó, khánh điển kết thúc viên mãn trong bầu không khí tường hòa. Trong trận chiến lần này, trấn giữ phân đàn, trợ giúp Tần Tang thi triển lôi phù đều là những đóng góp to lớn, nhưng công lao lớn nhất là những người xông pha trận mạc đối mặt với đại quân Ti U tộc, trong đó phần lớn là yêu binh, cũng không thiếu các tu sĩ như Huyễn Ngân. Ngoài ra, còn phải tính đến công lao của bọn họ. Khi giao chiến với Trường Hữu tộc trước đây, ban thưởng chủ yếu được chia làm 3 loại. Thứ nhất là tư cách tiến vào Ngũ Lôi Viện. Thứ hai là những thế lực và tu sĩ không muốn tu luyện lôi pháp có thể dùng công lao để đổi lấy việc Tần Tang hoặc cao thủ khác thôi diễn công pháp cho bọn họ. Thứ ba là thứ mà vô số người mong ngóng, chính là thanh linh khí. Kể từ khi Tần Tang lấy đi thanh linh khí, trong khe núi Tiên Sơn, vẫn chưa có thanh linh khí mới sinh ra. Giờ đây, Đại Dư Tiên Sơn thủng lỗ chỗ, Tần Tang không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể phỏng đoán chỉ còn sót lại bao nhiêu thanh linh khí đó mà thôi. Tần Tang chia thanh linh khí làm hai phần. Một phần lưu lại Thanh Dương Quan, phần còn lại cất giữ ở Ngũ Lôi Viện. Việc sử dụng thanh linh khí có điều lệ nghiêm ngặt, dựa theo quy tắc tương ứng, phỏng theo chế độ công đức của đạo đình. Bất luận môn phái nào, chỉ cần tích lũy đủ công đức, đều có thể đến Ngũ Lôi Viện đổi lấy một tia thanh linh khí. Thanh linh khí nằm trên vị trí cao nhất của bảng công đức. Trừ khi tiếp tục xảy ra đại chiến, nếu muốn dùng công đức đổi lấy thanh linh khí là vô cùng khó khăn. Ở một mức độ nào đó, hoàn cảnh bên ngoài quá mức an ổn cũng là một loại tai hại, đạo đình không ngừng bành trướng, không biết có phải là vì nguyên nhân này hay không. Hiện tại, điều quan trọng hơn là cho mọi người nhìn thấy hy vọng, để mọi người từ tận đáy lòng tiếp nhận chế độ công đức, ủng hộ Thanh Dương Quan và Ngũ Lôi Viện. Đương nhiên, muốn nhanh chóng đổi lấy thanh linh khí cũng không phải không có cách, có thể dùng bảo vật, công pháp và đạo thuật có được từ tiên cung trước kia để trao đổi, tàn thiên, tàn bảo đều được. Tần Tang hy vọng có được càng nhiều tàn bảo như Thiên Quân Giới, Tử Vi Đế Kiếm, dù có thể so sánh với 3 kiện tàn bảo có được ở Vô Tướng Tiên Môn cũng đủ rồi. Bởi vì tu vi tổng thể của phong bạo giới vẫn chưa đủ cao, việc mọi người có thể làm còn rất hạn chế. Đối với Tần Tang mà nói, chế độ công đức không có giá trị quá lớn. Bởi vậy hiện tại chế độ công đức vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, thực lực của phong bạo giới tăng lên sẽ từng bước hoàn thiện. Phần thưởng trên bảng công đức cũng sẽ dần dần tăng thêm. Không loại trừ sau này sẽ xuất hiện bảo vật quý giá hơn cả thanh linh khí, cho đến lúc vận hành tốt. Lý Ngọc Phủ thay mặt Tần Tang tại khánh điển giải thích sơ lược về chế độ công đức cho các thế lực, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, đồng thời mời các thế lực hiệp trợ xây dựng phân đàn và thành lập Ngũ Lôi Viện. Sau đó các thế lực đều bày tỏ không có bất kỳ dị nghị nào. Chế độ công đức công bằng, chính trực là trụ cột chấn hưng phong bạo giới, bọn họ nguyện toàn lực phối hợp, đồng thời phái ra nhân tài trong môn phái, ủng hộ xây dựng Ngũ Lôi Viện, kiên quyết ủng hộ ý chí của sứ quân. Ngoài ra những bộ tộc và tông môn chuẩn bị rời ra ngoại hải, đến tham gia khánh điển lần này đều nhất trí bày tỏ, dù ở ngoại hải nhưng vẫn hướng về Ngũ Lôi Viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của Tần sứ quân. Cấm địa Thanh Dương Quan, trong sơn cốc, Tần Tang ngồi xếp bằng trước tấm bia đá Đại Dư Tiên Sơn, chu tước bay lượn quanh Tiên Sơn, trong mắt tràn đầy tò mò, nhiều lần muốn xông vào khe hở trên Tiên Sơn, bị Tần Tang ngăn cản, không khỏi rất bất mãn. Tần Tang liếc nhìn nó, cười chế nhạo, người không phải thích nhất là lúc náo nhiệt sao? Lần trước còn mạnh miệng nói muốn làm chỗ dựa cho ta, thế nào vừa đến đã rụt cổ, không dám thò đầu ra.
Chu Tước đáp xuống tấm bia đá, rụt đầu lại, đạo cô kia không dễ chọc, người tốt nhất nên tránh xa, thức thời một chút, dâng bà nương của ngươi cho nàng thì được rồi. Nếu không, người chết thì chết, đừng liên lụy đến ta. Chu Tước luôn to gan lớn mật, hiếm khi thấy nó e ngại ai như vậy. Tần Tăng nhìn chằm chằm nó, hỏi, lúc toàn thịnh, ngươi so với đối phương thế nào, chắc chắn mạnh hơn nàng gấp trăm lần. Chu Tước ngậm cao đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cánh của bản Chu Tước là chụp chết nàng, từ chỗ Ninh Chân Nhân biết được về đại thừa vô kiếp, Tần Tăng bắt đầu đánh giá lại những cổ nhân mà mình từng gặp ở phong bạo giới. Ví dụ như Chu Tước và Quỷ Mẫu, bị nhốt ở phong bạo giới, chắc chắn không chỉ 3.000 năm, nếu có lục cửu thiên kiếp giáng xuống, bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Chu Tước đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, một lần thiên kiếp cũng không có. Chẳng lẽ trước kia thật là yêu tu đại thừa, đường đường cường giả đại thừa, lại lưu lạc đến bước đường này, có lẽ đây chính là vô tướng kiếp. Lời nói ngông cuồng của Chu Tước lúc trước, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành sự thật, đến một ngày nào đó, nói không chừng mình thật sự phải dựa vào nó, Tần Tăng lẩm bẩm, đáng tiếc chứng kỳ lân đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nở. Đúng lúc này, Tần Tăng cảm ứng được cấm chế động phủ bị xúc động, thần thức quét qua, biết được người đến là ai, bèn cưỡng ép mang Chu Tước ra khỏi cấm địa. Minh Thu bổ bái kiến Tần Sứ Quân, người đến chính là Minh Thu. Sau khi chế độ công đức được công bố, người đời đều gọi Tần Tăng là Sứ Quân, bần đạo gọi ngươi đến, có việc muốn giao phó. Tần Tăng phân phó Chu Tước đang đậu trên vai, đi mời Kỷ Hoàng đạo hữu tới đây. Chu Tước bất mãn bay đi, Tần Tăng dẫn Minh Thu vào động phủ, lấy ra một cái hộp băng và một cái bình ngọc. Trong hộp băng chính là tế trùng thu được từ phòng tự ngọc môn, còn trong bình ngọc là hạt giống của hoa thụ mà tế trùng cư trú. Năm đó, Tần Tăng có được tiểu động thiên, trước khi rời đi, đã tiện tay thu hết hoa thụ vào. Nào ngờ, những hoa thụ này vừa vào tiểu thiên thế giới liền bắt đầu khô héo, Tần Tăng cũng bó tay. Hơn nữa cũng không có quá nhiều tinh lực chăm sóc chúng, cuối cùng tất cả đều chết héo. Cùng với hoa thụ khô héo, tế trùng cũng bắt đầu chết dần chết mòn. Về sau, khi có được bí pháp nuôi dưỡng tế trùng của Hao Bá Thị, Tần Tăng mới biết loại hoa thụ này tên là si hoa, sinh mệnh vô cùng yếu ớt, dù hắn đã rời cả đất đai đi, nhưng chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong môi trường, cũng sẽ khiến cho si hoa thụ khô héo. Khi Hào Bá Thị nuôi dưỡng loại hoa thụ này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tốn rất nhiều tâm huyết, nhưng một khi đã nuôi dưỡng thành công một mảnh si hoa thụ, thì hồi báo cũng vô cùng khả quan, có thể làm nơi cư trú cho tế trùng, trấn an tế trùng, để tế trùng dễ dàng nhận chủ hơn. Còn có những công dụng thần diệu khác. Chương 3334, lập trị. Trong số bảo vật, quý giá nhất chính là thứ có thể thúc ép tế trùng gia tăng tốc độ sinh sôi anh tinh. Rừng cây tử hoa đã khô héo, cũng may còn sót lại một số giống cây. Tần Tăng cũng đã phong ấn những con tế trùng còn sống. Sau khi nghiên cứu toàn bộ bí thuật của Hạo Bá Thị, Tần Tăng phát hiện bản thân đã gặp trở ngại ngay từ bước đầu tiên, bởi vì trong tay hắn chỉ có độc môn, bí thuật vu tộc này, không có tử hoa thụ thì không thể nào nuôi dưỡng tế trùng. Muốn nuôi dưỡng tử hoa thụ cần có hai điều kiện. Thứ nhất, cần có người tu luyện truyền thừa của Hạo Bá Thị, thường xuyên thi triển bí thuật lên cây. Tần Tăng đã giao truyền thừa của Hạo Bá Thị cho Phương Lão Ma, dưới sự hợp lực lĩnh hội của các cao thủ vu tộc, đã có hiệu quả rõ ràng, đã có tu sĩ vu tộc bắt đầu thử tu luyện. Có thể giao nhiệm vụ này cho bọn họ. Thứ hai, cần có linh dược đặc thù để tưới tắm, mà phần lớn là linh dược đặc hữu của vu tộc. Tần Tăng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu thập đủ. Lần này cô ý dẫn Kỷ Hoàng theo, chính là muốn hỏi Han Y xem có cách nào khác hay không. Tần Tăng ra hiệu cho Minh Thu mở hộp băng ra. Bên trong là từng con tế trùng còn nhỏ đang bị phong ấn. Hắn đã thu thập được một ít tế trùng đặc thù, có thể xem như trùng vương trong số tế trùng, có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng trùng vương nhất định phải có tộc đàn khổng lồ chống đỡ, nếu không sẽ dần dần thoái hóa. Nhiệm vụ hiện tại là phải nuôi dưỡng bầy trùng trước. Trong khi nói chuyện, Chu Tước đã mang Kỷ Hoàng trở về. Kỷ Hoàng và Tần Tăng đã quen biết lâu, y nhảy lên bàn đá hỏi, lúc trước khi đi, Tư Lục đạo hữu có lời nhờ ta chuyển lại. Gần đây Ti Hoàng nhiều lần phái người đến hỏi thăm tình hình của Thận Lâu Giác, sợ Lâu Gia đánh mất Thận Lâu Giác, vậy phải đáp lại thế nào cho phải lẽ. Không cần bận tâm đến bọn họ, Tần Tăng đang cầm Thận Lâu Giác, đương nhiên không sợ hãi, cứ chờ đến khi Ti Hoàng nôn nóng, phái thiếu sư đến đây, thời cơ sẽ chín muồi. Kỷ Hoàng khẽ động mũi, dường như ngửi thấy mùi gì đó, nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, bên trong là thứ gì vậy? Một ít hạt giống, Tần Tăng mỉm cười, đạo hữu có muốn mở ra xem thử không? Kỷ Hoàng đã sớm nôn nóng, vội vàng nhảy đến trước hộp gỗ,
hộp gỗ cạch một tiếng mở ra, để lộ ra mấy hạt giống hình bầu dục. Y cẩn thận cầm trong tay, ánh mắt không rời. Đây là hạt giống của tử hoa thụ, đạo hữu có hứng thú không? Tần Tàn hỏi. Kỳ Hoàng liên tục gật đầu, rồi lại lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không dễ dàng, không dễ dàng. Thấy Kỳ Hoàng liếc mắt một cái đã nhận ra đặc tính của tử hoa thụ, Tần Tang âm thầm nghĩ, quả nhiên đã tìm đúng người. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, bên trên có ghi lại một phương pháp bổ dưỡng rất hữu hiệu. Đáng tiếc y dược đã thất truyền rất nhiều, đạo hữu có thể tham khảo một chút. Kỳ Hoàng lập tức cầm lấy ngọc giản, bắt đầu nghiêm túc xem xét. Tần Tang phát hiện, Kỳ Hoàng khi nghiêm túc càng thể hiện rõ bản tính ngay thẳng, lúc thì gật gù đắc ý, lẩm bẩm một mình, lúc thì cau mày trầm tư suy nghĩ, lúc thì nằm nhoài lên bàn, gối đầu lên ngọc giản, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Đạo hữu đã có manh mối gì chưa? Tần Tang hỏi. Kỳ Hoàng xoay người ngồi dậy, dùng sức vỗ vỗ mi tâm. Ta có linh cảm rồi, nhưng còn khá hỗn loạn, cần yên tĩnh một chút. Nói xong, y cũng không chào tạm biệt Tần Tang, ôm lấy hộp gỗ và ngọc giản chạy thẳng ra khỏi động phủ. Minh Thu nhìn theo Kỳ Hoàng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bỗng nhiên phát hiện Tần Tang đang nhìn mình, vội vàng cung kính nói, thuộc hạ thay mặt Vu tộc, nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này, phân ưu cho sứ quân. Tần Tang gật đầu. Việc nuôi dưỡng tế trùng liên quan đến vận mệnh của phong bạo giới. Ta sẽ khoanh vùng một khu vực gần mỗi pháp đàn, đồng thời thành lập một ty trực thuộc Ngũ Lôi Viện, chuyên môn phụ trách việc nuôi dưỡng tử hoa thụ và tế trùng, đặt tên là Sơn Ngũ Uyển. Tiên quan của ty này, ngoài việc ghi chép công vụ, sẽ do Vu tộc các người đảm nhiệm. Minh Thu nghe vậy mừng rỡ, gã lo lắng nhất là Ngũ Lôi Viện không có chỗ cho Vu tộc. Giờ Ngũ Lôi Viện thành lập một ty cho Vu tộc, từ nay về sau bọn họ chỉ cần chuyên tâm nuôi dưỡng tế trùng, không cần lo lắng địa vị trong lòng Tần Tang bị lung lay. Ngươi hãy mang bí thuật và số tế trùng này về, tiến hành lĩnh hội trước. Về việc nuôi dưỡng tử hoa thụ, có thể tùy thời thỉnh giáo Kỳ Hoàng đạo hữu, Tần Tang nói. Vâng, Minh Thu cung kính lui xuống. Tần Tang quay trở lại cấm chế, mặc cho Chu Tước phản đối, hắn để nó ở lại bên ngoài. Nhìn Đại Dư Tiên Sơn, Tần Tang trầm tư. Sau khi trao đổi với Ninh Chân Nhân, Tần Tang đã hiểu rõ hơn về Đại Dư Tiên Sơn. Ninh Chân Nhân nhắc nhở hắn, có thể dùng phương pháp tế luyện pháp bảo để tạm thời tế luyện Đại Dư Tiên Sơn. Mục đích là thu nhỏ Tiên Sơn, che giấu động tĩnh, thuận tiện mang vào thánh địa, nhưng phải cẩn thận bởi vì có thể khiến Tiên Sơn sụp đổ. Tần Tang có tiểu động thiên, có thể bỏ qua bước này. Suốt thời gian qua, hắn chuyên tâm lĩnh hội, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Đại Dư Tiên Sơn quá yếu ớt, cho dù muốn làm gì với nó, tốt nhất nên hấp thu tinh khí Tiên Sơn để chữa trị ngọn núi trước, như vậy sẽ an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Tần Tang từ bỏ ý định tìm hiểu bí ẩn của Tiên Sơn, tâm thần lại chìm vào bia đá. Lần này, hắn có đủ thời gian để lựa chọn cấm chế cổ xưa trong núi một cách cẩn thận. Theo từng đạo cấm chế cổ xưa được Tần Tang nắm giữ, Tiên Sơn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sương mù đột nhiên tiêu tán, để lộ hoàn toàn ngọn núi. Ngay sau đó, từ chân núi bắt đầu xuất hiện làn sương mù nhàn nhạt. Sương mù từ từ lan tới đỉnh núi, trông nhu hòa hơn trước rất nhiều. Không biết qua bao lâu, khi sương mù một lần nữa bao phủ Tiên Sơn, Tần Tang mở mắt ra, trước mắt là một mảng trắng xóa. Hắn bay ra khỏi núi, gần như không cảm nhận được động tĩnh gì từ Đại Dư Tiên Sơn, ảnh hưởng đến tiểu động thiên cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Tần Tang giơ tay phải lên, thiên quân giới lóe sáng, Đại Dư Tiên Sơn biến mất trong hư không, được thu vào tiểu động thiên. Tiên Sơn vững vàng đáp xuống đất, do sương mù bao phủ nên có vẻ không hòa hợp lắm với môi trường xung quanh. Tần Tang kiên nhẫn chờ đợi một lúc, thấy tiểu động thiên không có gì bất thường, thậm chí dường như còn ổn định hơn trước một chút. Tần Tang nhớ tới lời Ninh Chân Nhân đã nói, lực lượng của Tiên Sơn có thể gia tăng uy lực cho pháp vực. Tu sĩ hợp thể kỳ khống chế pháp vực, tu sĩ đại thừa kỳ có thể mở ra một phương thiên địa. Chẳng lẽ pháp vực là hình thức ban đầu của việc khai thiên tích địa, hay là một phương thiên địa sơ khai? Nếu vậy, có lẽ không phải là ảo giác. Trở lại động phủ, Tần Tang phát hiện trước cửa cấm chế có thêm một ít truyền âm phủ. Lần này thu lấy Tiên Sơn đã tiêu tốn không ít thời gian. Nội dung chủ yếu là báo cáo của Lý Ngọc Phủ. Việc xây dựng pháp đàn truyền lục đã được bắt đầu. Những việc này tự có tiểu bối xử lý. Tần Tang chỉ cần đích thân ra tay vào trì đàn cuối cùng. Tần Tang thân là sứ quân Ngũ Lôi Viện, tự mình thiết lập pháp đàn, truyền bá lục ở đây, phong bạo giới cũng có thể xem như là một trì, nhưng nhiều nhất chỉ có thể gọi là du trì. Vào thời kỳ thượng cổ, du trì còn có chút hy vọng liên hệ với thần đình, còn bây giờ gần như là không thể, ngưng tụ đô công ấn chỉ là hy vọng xa vời. Tần Tang tùy ý xem qua, sau đó để những truyền âm phù này sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tu luyện cho bản thân.
ngộ đạo trong lúc đại chiến, con đường tiếp theo của bản thân, nên chuyên tâm nâng cao tu vi. Ninh Chân Nhân chỉ nói thánh địa sẽ mở ra trong vòng ngàn năm, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể, có thể rất lâu sau, cũng có thể rất nhanh. Cao thủ trong thánh địa nhiều mây, không thể tránh khỏi tranh đấu, bản thân tốt nhất nên tăng cường thực lực trước, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình đến thánh địa. Lựa chọn tốt nhất chính là luyện hóa khốn thiên kim tỏa và hoàn thiện tứ tượng kiếm trận. Các bạn đang nghe chuyện khấu vấn tiền đạo tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.top. Chương 3335, luyện hóa khốn thiên kim tỏa. Hắn lấy ra khốn thiên kim tỏa, trong khoảnh khắc ánh vàng tràn ngập cả căn phòng, không bị thôi động. Lúc này khốn thiên kim tỏa chỉ lớn chừng bàn tay, nằm gọn trong tay hắn. Hắn quan sát kỹ, khóa vàng siết chặt, mặt ngoài khắc vân mây nhàn nhạt. Hắn thử đưa thần thức dò xét vào trong khóa vàng, cảm ứng rõ ràng linh tính của khốn thiên kim tỏa. Linh thai đã thai nghén đến trình độ tương đối cao, cách lột xác cũng không còn xa. Đối với linh bảo, đột phá là có thể sinh ra khí linh trong linh thai, nghịch thiên cải mệnh, nhưng cánh cửa này khó như lên trời, vô số linh bảo mạnh mẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trước ngưỡng cửa này. Vừa mới chạm đến linh thai, hắn lập tức cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt. Thông thường, nếu tu sĩ và linh bảo cực kỳ phù hợp, trong nháy mắt tiếp xúc sẽ cảm nhận được sự tán thành từ linh bảo. Linh thai của linh bảo chưa sinh ra linh trí, hết thảy đều bị bản năng thúc đẩy. Lần đầu gặp mặt mà không được linh bảo tán thành, về sau gần như không có khả năng để linh bảo chủ động nhận chủ, chỉ có thể mượn nhờ thông bảo quyết cưỡng ép thu phục. Nhiều năm qua, rất nhiều luyện khí sư không tiếc hao phí thời gian và tinh lực nghiên cứu biện pháp thu phục linh bảo, bí thuật tương tự xuất hiện vô số, nhưng hiệu quả có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ví dụ như đại bộ phận bí thuật đều dựa vào điều kiện hà khắc, tu sĩ bình thường khó mà đạt thành. Có một số bí thuật mặc dù có thể để cho tu tiên giả ngự sử linh bảo, nhưng sẽ phá hư linh tính của linh bảo, khiến cho y năng linh bảo tổn hao nhiều. Cũng có phương pháp trái ngược, không tổn hại rõ rệt đối với linh bảo, nhưng tu tiên giả phải bỏ ra cái giá không nhỏ, trừ phi linh bảo đã có y năng cực mạnh, nếu không được không bù mất. Các loại pháp môn chân chính có thể làm được hoàn mỹ chỉ là số ít, phần lớn được nắm giữ trong tay những đại truyền thừa về luyện khí, thế lực lớn. Bí thuật cũng có cao thấp, dựa vào vô gian huyết tang, hóa dụng huyết uế thần quang, không thể nghi ngờ là một trong những bí thuật thượng thừa nhất, thậm chí có thể dùng để thu phục khí linh của hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo. Chính vì thế vô gian huyết tang mới có thể tiến vào danh sách thập đại thần mộc. Hắn có vô gian huyết tang nhưng lại không có được bí thuật tương ứng. Nếu như vận dụng huyết uế thần quang trực tiếp ô uế khốn thiên kim tỏa, có thể sẽ chọc giận linh bảo, dẫn đến kết quả ngược lại. Hắn đã đổi được một loại bí thuật tên là Thái Hành Quyết từ Ngũ Hành Minh. Đây là một trong những bí thuật tốt nhất mà khách khanh trưởng lão của Ngũ Hành Minh có thể đổi được. Đương nhiên không phải bí thuật cấp cao nhất mà Ngũ Hành Minh chứa, khó tránh khỏi tồn tại tai hại. Nhưng những khuyết điểm này có thể chấp nhận được. Bằng vào tạo nghệ của hắn trên con đường luyện khí, nghiêm túc lĩnh hội một phen, hắn là có thể nghĩ cách đền bù khuyết điểm, tận lực giảm xuống ảnh hưởng của bí thuật đối với khốn thiên kim tỏa. Về việc này, hắn đã có mạch suy nghĩ, còn chờ nghiệm chứng. Huyết luyện thuật được truyền lại trong Trọng Huyền Sách có thể làm sâu sắc thêm liên hệ giữa tu sĩ và linh bảo. Hắn chuẩn bị dùng chính tinh huyết của bản thân để phản bổ linh bảo. Trước khi thi triển Thái Hành Quyết, cần phải luyện chế 8 kim nhân. Hắn đã sớm dự tính, linh tài để luyện chế kim nhân đã được chuẩn bị đầy đủ. Hắn đi vào hỏa thất, đặt khốn thiên kim tỏa sang một bên. Thiên quân giới, chớp động quang hoa, từng đoàn lưu quang bay vụt ra, lơ lửng giữa không trung, gần như chiếm cứ toàn bộ hỏa thất. Vô số loại linh tài, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, nhưng hắn lại có thể đâu ra đấy, ném từng loại linh tài vào linh hỏa, thời cơ, hỏa hầu đều đạt đến đỉnh cao một cách thần kỳ, thành thạo điêu luyện. Dần dần, trong ngọn lửa bốc lên ánh sáng vàng rậm nhàn nhạt. Sau một khoảng thời gian, gần như toàn bộ hỏa thất được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng rậm. Ánh mắt, hắn ngưng lại, mu bàn tay chụp về phía linh hỏa. Chỉ thấy linh hỏa chấn động, ngọn lửa từ trung tâm tách ra, một đạo ánh sáng vàng sậm bắn ra, rơi xuống bên cạnh hắn, ậm, mặt đất chấn động, dường như vô cùng nặng nề. Đây là một tôn kim nhân, cao khoảng nửa người, đường nét uyển chuyển, tứ chi đầy đủ, ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay hướng lên trời, hai mắt mở to, nhìn thẳng về phía trước. Hắn nhìn kim nhân một chút, hài lòng gật đầu. Sau đó tiếp tục luyện chế, động tác không ngừng, từng tôn kim nhân được luyện chế ra đời, lấy tu vi của hắn, cũng phải thất bại hai lần mới luyện chế thành công 8 tôn kim nhân. Thu hồi linh vật còn dư thừa, hắn phất ống tay áo một cái, 8 tôn kim nhân ầm ầm tản ra, mỗi tôn chiếm cứ một vị trí trong bát quái. Hắn khép hở hai mắt,
yên lặng nhớ lại Thái Hành Quyết. Hắn đã sớm tìm hiểu môn bí thuật này, còn có một số chỗ không rõ, cần tám tôn kim nhân phối hợp để lĩnh hội. Không lâu sau, thần sắc và khí tức của hắn xuất hiện biến hóa vi diệu. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, kim quang trên người tám tôn kim nhân đều bị hắn hấp dẫn, nhuộm da hắn thành màu vàng sậm. Ngay sau đó, tám tôn kim nhân lại như được ban cho sinh mệnh, trong mắt hiện lên thần thái kỳ dị, chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó đồng loạt đưa tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào hắn. Tám tôn kim nhân vẫn duy trì tư thế này, không có dị tượng nào khác xảy ra, như một luồng khí cơ huyền diệu lặng lẽ lưu truyền giữa hắn và tám tôn kim nhân. Lông mày hắn khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra, cuối cùng chậm chạp gật đầu, thốt ra một tiếng, thì ra là thế. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ thi pháp, tám tôn kim nhân thu tay về, khôi phục như thường. Hắn tĩnh tâm điều tức một lát, lập tức tế ra khốn thiên kim tỏa, để nó lơ lửng trên đỉnh đầu, đồng thời vận chuyển bí thuật, liên tiếp đánh ra tám đạo ấn quyết, chui vào cơ thể tám tôn kim nhân, vụn. Kim nhân bay lên không trung, vây quanh khốn thiên kim tỏa ở trung tâm, giống như lúc trước, chúng giơ tay lên, ngón tay chĩa vào khốn thiên kim tỏa. Hắn đứng yên tại chỗ, dồn toàn lực vận chuyển bí thuật. Cứ qua một khoảng thời gian, trong hư không sẽ sinh ra một luồng ba động rất nhỏ, kim quang trên người kim nhân sẽ lên xuống theo, sau đó trên đầu ngón tay hiện lên một vệt kim quang, bắn về phía khốn thiên kim tỏa. Không lâu sau, khốn thiên kim tỏa bị một đoàn ánh sáng vàng sậm bao phủ, giống như bị bao bọc trong một cái nguyên thai kim quang. Động tác của hắn càng thêm gấp gáp, ấn quyết liên tục được đánh ra, một số đánh về phía kim nhân, đa phần chui vào nguyên thai kim quang. Trên bề mặt khốn thiên kim tỏa trong nguyên thai kim quang hiện lên hoa văn thần bí, hoa văn càng ngày càng nhiều, dường như đang thẩm thấu vào bên trong khốn thiên kim tỏa. Hắn cảm ứng rõ ràng hơn, lực lượng vô hình được Thái Hành Quyết hình thành đang tiếp cận linh tính của khốn thiên kim tỏa, như thể đã nhận ra nguy hiểm trong bản năng, khốn thiên kim tỏa trở nên không an phận. Hắn lập tức gián đoạn bí thuật, lúc này nhìn lại khốn thiên kim tỏa, bên trong nguyên thai kim quang đang rung động dữ dội. Tám tôn kim nhân vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng chúng sẽ không để cho Linh Bảo cảm nhận được nguy cơ, mà chậm rãi để Linh Bảo thích ứng và tiếp nhận. Hắn đưa hai tay lên trước ngực, phép lại thành hình bát, tiếp tục vận chuyển Thái Hành Quyết. Trên lòng bàn tay ngưng tụ ra dịch thể màu vàng, dần dần lấp đầy lòng bàn tay. Hắn dường như tiêu hao rất nhiều, thần sắc trở nên có chút uể oải. Kim dịch chia làm tám phần, chui vào cơ thể tám tôn kim nhân. Rất nhanh, nguyên thai kim quang trở nên nồng đậm như nước. Khốn thiên kim tỏa khôi phục lại bình tĩnh. Trong điện tĩnh lặng không một tiếng động, nhưng biến hóa vẫn âm thầm diễn ra. Hắn cảm ứng khí cơ trên người tám tôn kim nhân, âm thầm gật đầu. Thu phục khốn thiên kim tỏa là công việc tần mài mòn dần dần. Có tám tôn kim nhân tương trợ, hắn không cần thiết phải luôn túc trực ở đây. Bất quá, loại kim dịch này cuối cùng sẽ tiêu hao hết. Mỗi một khoảng thời gian lại cần bổ sung, đối với bản thân hắn, mỗi lần bổ sung sẽ tiêu hao cực lớn. Hơn nữa, tám tôn kim nhân chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó uy năng sẽ mất sạch, không còn tác dụng. Cái giá phải trả không phải là nhỏ. Chương 3336, tăng thực lực, chỉ cần có thể luyện hóa được khốn thiên kim tỏa, chút hy sinh này đều đáng giá. Tần Tang nhập định hồi lâu, khí tức vừa khôi phục đôi chút liền đứng dậy lui ra sau. Hắn không rời khỏi hỏa thất mà tìm một góc khuất, dự định tiếp tục tu luyện tại đây để đề phòng bất trắc. Leng keng, hồi oanh kiếm như phát ra tiếng ngân nga trong trẻo. Nó bay vút lên không trung, xoay quanh đỉnh đầu Tần Tang. Chớp mắt sau, hắc ám ập đến bao trùm lấy Tần Tang và linh kiếm. Bên trong hỏa thất, hắc ám và ánh vàng chia đều hai nửa không gian, bình yên vô sự. Thế nhưng, cảnh tượng bên trong kiếm trận lại hoàn toàn khác. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, những vì sao kết nối thành dòng sông ngân hà mênh mông vô tận. Nhìn kỹ, có thể chia thiên hà thành bốn khu vực. Trong đó phía Tây và phía Nam sáng chói nhất, tinh quang rõ ràng, từng ngôi sao đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía Bắc và phía Đông lại là hai vùng tinh vân hỗn độn, dường như được tạo thành từ vô số mảnh vụn tinh vân. Gần như không thể tìm thấy một ngôi sao độc lập nào. Tần Tang hiện thân giữa bầu trời đêm, quan sát bốn phương tinh vực, ánh mắt hắn lướt qua phía Tây và phía Nam, Tây phương Bạch Hổ Thất Tú và Nam phương Chu Tước Thất Tú đã diễn hóa hoàn toàn. Phía Nam có Chu Tước chấn giữ. Hơn nữa, sau khi Chu Tước đột phá luyện hư kỳ, uy năng của Nam phương Chu Tước kiếm trận lại càng tăng lên một bậc. Đáng tiếc hắn chỉ có một mình Chu Tước, nếu có thể tụ tập đủ tứ thánh thú, tu vi đều tương đương với Chu Tước, không chỉ việc thôi diễn kiếm trận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà uy lực của tứ tượng kiếm trận cũng sẽ đạt đến mức kinh khủng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tang lại chuyển hướng sang phía đông và phía bắc, trầm ngâm một lát rồi quyết định thôi, diễn Đông Phương Thanh Long kiếm trận trước. Đối với hắn mà nói, hai tòa kiếm trận đều ở cùng một điểm xuất phát, cái nào trước cái nào sau cũng không khác biệt lắm. Thân ảnh lóe lên, Tần Tang đã xuất hiện ở trung tâm vùng tinh vân, xung quanh là vô số quang ảnh và tia sáng hỗn loạn, tựa như bụi sao tràn ngập hư không. Tần Tang đứng giữa không trung, nhìn chăm chú vào tinh vân, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Tứ tượng kiếm trận chắc chắn có điểm tương đồng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại quá trình lĩnh hội Tây Phương Bạch Hổ kiếm trận và Thôi Diễn Nam Phương Chu Tước kiếm trận năm xưa. Sau đó hắn nhớ lại những gợi ý có được từ kiếm kính trong Tử Vi Cung. Gợi ý tuy mơ hồ nhưng cực kỳ quý giá. Chỉ cần chuyên tâm lĩnh hội, sắp xếp mạch lạc có thể coi là nền tảng để tiếp tục thôi diễn, tránh đi lạc vào đường cùng. Tiếp theo trong đầu Tần Tang hiện lên một số hình ảnh, đó là những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong thần đình. Mỗi tòa thần điện trong thần đình là một ngôi sao, được sắp xếp theo quy luật của chư thiên tinh đấu. Hắn nhớ lại Đông Phương Thanh Long tinh vực, đồng thời tham khảo kinh văn đạo gia từng xem qua. Những điều này đều có thể giúp ích cho việc thôi diễn kiếm trận. Trên thực tế, ý tưởng tự sáng tạo ra chu thiên tinh đấu kiếm trận của Tần Tang bắt nguồn từ thần đình, sau này cũng tham chiếu từ đó. Đợi đến khi kiếm trận đại thành có thể xem như cùng một mạch kế thừa thần bình. Ngoài ra, còn có một điều vô cùng quý giá, đó là những lĩnh ngộ từ kiếm quang của Thiên Việt Thượng Nhân và kiếm vực nhiều năm qua. Tất cả những điều này hòa vào làm một, nhất thời khó lòng tìm ra manh mối. Tần Tang nhíu mày, ánh mắt có chút đờ đẫn, chìm đắm trong đó, bàn tay hắn vô thức huy động trước người. Tinh vân bị khuấy động như thể bị bão tố càn quét. Xung quanh dung chuyển kịch liệt, nhanh chóng va chạm, dung hợp, tinh vân vốn phân bố đều đặn trong hư không bắt đầu phân tán và tụ tập. Ở những nơi tụ tập, bụi sao càng ngày càng nhiều, tinh quang càng thêm chói mắt, dần hình thành nên những dải bụi sao hoặc những đám bụi sao hình bông, đồng thời những dải bụi sao này vẫn tiếp tục ngưng tụ. Như thể bị một lực hút mạnh mẽ kéo về phía trung tâm, đầu tiên là một đám bụi sao khổng lồ, sau đó biến thành hình cầu mờ ảo, xung quanh có vô số tinh mảnh bay lượn. Hình cầu tiếp tục bị nén lại, cuối cùng một ngôi sao được hình thành, ẩn giấu bên trong quá trình, đó là sự biến hóa của kiếm ý. Ngôi sao lơ lửng trước mặt Tần Tang, tản mát ra kiếm ý dày đặc, chính là một viên kiếm tinh. Có thể xem đây là giác tú đệ nhất tinh. Tần Tang nhìn chằm chằm vào ngôi sao, lẩm bẩm. Lời, vuông, chân ngàn xếp nền đen, o xe en ra dẫn bước đen, o lì cao. Ngôi sao rung lên dữ dội, đột ngột bắn về phía sâu trong tinh vân. Nơi nó đi qua, tinh vân tản ra hai bên, cuối cùng dừng lại tại một vị trí nào đó trên bầu trời đêm. Treo cao trên không trung, tinh quang tỏa sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ tinh vực. Giác tú là chòm sao đầu tiên ở phía đông. Đây chính là đệ nhất tinh của chòm sao thứ nhất. Viên tinh tú này được hình thành có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Khóe miệng Tần Tang nhếch lên nụ cười. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng thoát khỏi kiếm trận. Phát hiện ra ánh sáng của tám bức tượng vàng đã mở đi rất nhiều, ngay cả nguyên thai kim quang cũng trở nên hư ảo. E rằng không thể duy trì được bao lâu nữa, không ngờ đã qua lâu như vậy. Tần Tang quá mức tập trung vào việc thôi diễn kiếm trận, cảm giác như chỉ mới chớp mắt. Hắn vội vàng vận chuyển bí thuật, ngưng tụ kim dịch, bổ sung cho tám bức tượng vàng, sau đó không kịp chờ đợi quay trở lại kiếm trận. Nhìn giác tú đệ nhất tinh. Tần Tang hồi tưởng lại quá trình vừa rồi, nhận ra lần thôi diễn kiếm trận này nhẹ nhàng hơn dự kiến rất nhiều. Nguyên nhân rất rõ ràng, tu vi của hắn đã cao hơn trước kia rất nhiều, lại có thêm kinh nghiệm tích lũy được khi thôi diễn Nam Phương Chu Tước kiếm trận. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là theo tu vi tăng lên, hắn càng dễ dàng lĩnh hội được chân ý trong Tử Vi kiếm kinh, lĩnh ngộ kiếm quang của Thiên Việt Thượng Nhân, từ đó hiểu rõ hơn về kiếm vực. Ngược lại, việc thôi diễn kiếm trận cũng có tác dụng phản hồi, giúp hắn hiểu sâu hơn về kiếm đạo, giúp ích cho việc lĩnh ngộ kiếm quang và kiếm vực. Thời gian tiếp theo, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài bổ sung cho tám bức tượng vàng, Tần Tang gần như chìm đắm hoàn toàn vào trong kiếm đạo huyền ảo, quên hết mọi thứ xung quanh. Trong khi Tần Tang bế quan, Lý Ngọc Phủ vẫn đang dựa theo phân phó của hắn, điều động lực lượng của phong bạo giới, lựa chọn địa điểm, xây dựng pháp đàn. Với đầy đủ linh tài, bọn họ chỉ cần tiến hành xây dựng từng bước một, lại có thêm Tố Nữ và Chu Tước hỗ trợ, tiến độ vô cùng nhanh chóng. Trong ba khu vực của phong bạo giới, từng tòa pháp đàn mọc lên như nấm sau mưa, hầu hết đều được xây dựng ở những nơi có linh khí dồi dào, dân cư đông đúc hoặc là những vị trí hiểm yếu, đồng thời còn được bố trí linh trận, cung điện, lầu các, tĩnh thất tu luyện, khí thế bất phàm, không thua kém gì tổng đàn của Ngũ Lôi Tiên Viện. Lại một lần nữa thoát khỏi kiếm trận,
Sau khi bổ sung kim dịch cho 8 bức tượng vàng, Tần Tang đang định tiếp tục thôi diễn kiếm trận thì cấm chế bên ngoài đột nhiên bị người ta chạm vào. Người đến chính là Lý Ngọc Phủ. Ngay sau đó, giọng nói cung kính của Lý Ngọc Phủ vang lên từ bên ngoài: "Bẩm sư thúc, 6 tòa pháp đàn đã được xây dựng xong, chỉ còn lại tòa trị đàn cuối cùng, không biết sư thúc khi nào có thể xuất quan." "Ô, pháp đàn đã xây xong rồi sao?" Lần bế quan này, Tần Tang hoàn toàn quên mất thời gian, hắc ám rút đi như thủy triều. Tần Tang triệu hồi Hôi Anh kiếm, để lại 8 bức tượng vàng và Khốn Thiên kim tỏa trong hỏa thất, sau đó đẩy cửa bước ra. Tiếp theo, sau khi xây dựng xong trị đàn, làm lễ thụ pháp cho 6 tòa pháp đàn, đạo tràng của hắn coi như chính thức hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3337, Thanh Dương trị đàn. Pháp đàn tuân theo quy thức kiến tạo của đạo đình, chia làm trị đàn, tĩnh đàn, đô đàn và phân đàn. Bởi vì nơi này không có thế lực tông môn phù lục phái, cho nên không có tông đàn. Phong bạo giới không hùng mạnh và cương thổ rộng lớn như đạo đình, bởi vậy quy chế được tinh giản tương ứng. Trị đàn được chọn lựa tại vùng phụ cận Na Di trận thông hướng Tây Thổ, nơi đây đại khái nằm ở trung tâm phong bạo giới, cách Thanh Dương Quan cũng không xa, quả là nơi đắc địa bậc nhất. Tần Tang đặt tên cho đạo trận là Thanh Dương Trị. Tòa trị đàn này chính là Thanh Dương Trị Đàn. Một ngày kia, giả sử Thanh Dương Trị Đàn liên thông thần đình, thậm chí ngưng tụ ra đô công ấn, thăng cấp thành một trong những chính trị của đạo đình, Thanh Dương Quan xem như chân chính danh chấn thiên hạ. Dưới trị đàn, thiết lập 4 tòa tĩnh đàn. Thời kỳ đạo đình cường thịnh, phép tắc nghiêm minh, kể cả danh tự của tĩnh đàn, đô đàn đều có quy chế riêng, ví dụ như Giáp Thông Huyền ứng với chân tĩnh, Linh Chân ứng với Diệu Đàn, chữ ra phía trước là danh sách, đằng sau là tên pháp đàn. Đạo đình suy bại mà Thanh Dương Trị lại chưa gia nhập đạo đình, cũng không cần quá mức gò bó khuôn phép, để tránh tu sĩ phong bạo giới cảm thấy đột ngột. Tần Tang khi đặt tên cho tĩnh đàn vẫn theo tên của 4 khu vực thời kỳ hạ giới. Tòa tĩnh đàn thứ nhất thiết lập tại Đông Hải mới, ban đầu bao quát toàn bộ Bắc Hoang, Trung Châu và Đông Hải, kể cả lãnh địa Vu tộc cũng nằm trong đó, là tòa tĩnh đàn có thực lực mạnh nhất trong 4 tòa, cũng là hạch tâm nhất trong 4 tòa, cũng là hạch tâm nhất. Tên là Giáp Trung Châu Tĩnh. Tòa tĩnh đàn thứ hai thiết lập tại Bắc Hải, cùng đất Long Hưng của Thanh Dương Quan, địa bàn quản lý là tứ cảnh Bắc Hải, cũng có lưu địa khuếch trương hướng Bắc, tên là Ất Sự Bắc Hải Tĩnh. Tòa thứ ba thiết lập tại Tây Thổ, hiện giờ khí hậu, địa hình Tây Thổ đại biến, dân cư dần dần phồn thịnh, tương lai có tiềm lực rất lớn, lại thêm vào địa vực hướng ra phía ngoài Tây Thổ vô cùng rộng lớn. Ba đầu quần đảo cuối cùng cũng sẽ được đặt vào Thanh Dương Trị, là nơi có tiềm lực lớn nhất trong tương lai, tên là Bính Dần Tây Thổ Tĩnh. Tòa thứ tư thiết lập tại Thương Lãng Hải, bao gồm Thương Lãng Hải và Yêu Hải, hướng đông có thể giám sát nhiệt hà, hướng nam cũng có hải vực rộng lớn, tên gọi là Đinh Máu Thương, Lãng Tĩnh. Dưới 4 tĩnh lại có đô đàn, phân đàn, dựa theo tình hình cụ thể mà thiết lập. Ngoài ra, Tần Tang ra lệnh cho Lý Ngọc Phủ sắp xếp một tòa đô đàn tại nơi trước kia tạm lánh, ngoại hoạn tuy đã trừ, nơi đây cũng không thể bỏ qua, vẫn có tu sĩ quanh năm trú ngụ, xem như nơi nghỉ chân trên đường. Chỉ có thần đạo, Tần Tang có chút do dự, cũng may thần đạo Thanh Dương Trị mới chớm nở, không đáng để lo. Tần Tang bèn phỏng theo phù lục giới, dùng tiên quan quản chế thần linh để thần linh còi sóc thế gian. Đến đây, Tần Tang đã xây dựng xong hình thức ban đầu của một trị, dựa theo lẽ thường, có thể dựa vào đây, khuếch trương ra phía ngoài, công thành đoạt đất, mở càng ngày càng nhiều tĩnh đàn, đô đàn, hấp dẫn tu sĩ tiếp nhận pháp lục tu hành đạo pháp. Cương vực càng rộng, tu sĩ chịu lục càng nhiều, uy năng trị đàn càng mạnh, càng có hy vọng câu thông thần đình, ngưng tụ đô công ấn, thăng cấp thành chính trị. Đáng tiếc nơi này là vụ hải, cương vực nhiều nhất, không thể vượt qua lãnh thổ vốn có của Trường Hữu tộc, phong bạo giới cũng không có khả năng là địch với toàn bộ dị nhân tộc, tương lai đến cực hạn cũng chỉ có thể ẩn náu tại đây. Nếu như Tần Tang chân chính lựa chọn con đường đại thừa, Thanh Dương Trị không đủ để trợ giúp hắn bước vào hợp thể kỳ, chỉ có thể xem như kế sách tạm thời, về sau còn phải tìm nơi khác mở đạo tràng. Chủ nhân 4 tòa tĩnh đàn, ngươi đã có lựa chọn thích hợp chưa? Tần Tang hỏi Lý Ngọc Phủ. Có tĩnh đàn, ắt phải có tiên quan tọa trấn. Tần Tang thân là sứ quân Ngũ Lôi Viện, có tư cách ban phát chức vị trong Ngũ Lôi Viện, sau đó tấu lên Thần Tiêu Thượng Cung là được. Trong hệ thống quan lại của Ngũ Lôi Viện, dưới sứ quân Ngũ Lôi Viện có tổng tam phẩm Cửu Thiên Kim Khuyết Thượng Khanh, phó sứ Thần Tiêu Ngọc, sứ phó sứ Ngũ Lôi Viện. Chính tứ phẩm là Ngọc Phủ Thượng Khanh, Ngũ Lôi Lệnh, tổng tứ phẩm là Ngọc Phủ Thượng Khanh, Ngũ Lôi Đô Chỉ Huy Sứ.
Kế tiếp là chính ngũ phẩm Ngọc Phủ Thượng Khanh, ngũ lôi chỉ huy sứ, tam ngũ phẩm Thượng Thanh Tư Mệnh Ngọc Phủ Thượng Khanh, Huyền Thiên Đại Pháp Chủ, chính lục phẩm Thượng Thanh Tư Mệnh Ngọc Phủ Thượng Khanh, ngũ lôi kiểm tra triệu sứ cùng ngũ lôi phục ma sứ, tam lục phẩm ngũ lôi ngự tà sứ cùng ngũ lôi trảm tà sứ. Sẽ còn căn cứ theo chức trách khác biệt phân ra rất nhiều chức quan, ví dụ như giáo tịch tiên quan, thiềm thư tiên quan, trưởng tịch tiên quan, tử vi nội hàn, tử vi trưởng pháp, thái bình phụ hóa tiên khanh, thần tiêu chấp pháp tiên quan, tây đài phong vũ lại, thái bình phụ hóa điền giả, thần tiêu truyền lại, trật vị đều có cao thấp khác nhau. Từ danh tự chức quan có thể nhìn ra, thời kỳ đạo đình cường thịnh, tam ngũ phẩm là một nấc thang, đã có thể xưng là quyền cao trọng thượng vị, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Tấn Tang bởi vì đạo đình suy bại mà được lợi, bổ nhiệm hơn xa, tiên quan phía dưới cũng có thể bởi vậy mà được thơm lây, tu sĩ hóa thần có thể đảm nhiệm chủ nhân tĩnh đản, được phong chính tứ phẩm Ngọc Phủ Thượng Khanh, ngũ lôi lệnh, cũng là ngày càng xa sút. Đệ tử nguyện ý đảm đương Trung Châu tĩnh, Lý Ngọc Phủ khom người nói, y là quán chủ Thanh Dương quan, đại biểu ý chí của Tần Tang, không thể giao cho người khác, Trung Châu tĩnh là tòa tĩnh đàn mạnh nhất, người lòng hỗn tạp, nhất định phải người đủ phân lượng tọa trấn, trừ Lý Ngọc Phủ ra không còn ai khác, bởi vì y còn chưa phải là tu sĩ luyện hư, chỉ có thể tạm thay chức trách phó sứ ngũ lôi viện, về sau thay Tần Tang tọa trấn trị đàn, nhưng chức danh thực sự vẫn là chính tứ phẩm ngũ lôi lệnh. Bảo Chính Nam bảo cung chủ gửi thư, Bảo Hỷ đạo hữu nguyện ý đổi tu lôi pháp, đệ tử cảm thấy Bảo Hỷ đạo hữu có thể tọa trấn Tây Thổ tĩnh. Đồng cung chủ và sư lâu chủ không muốn đổi công pháp, Vân Tâm sư thái trước đó không lâu nhường lại chức vị am chủ, chính nàng hình như có ý đổi Phật tu đạo, hoặc là mời đồng cung chủ chỉ định cao thủ Huyền Thiên cung, hoặc là mời Vân Tâm sư thái xuất sơn tọa trấn Thương Lãng tĩnh. Tứ Thánh cung và Huyền Thiên cung trong nhiều lần đại chiến lập được công lao hiển hách, Lưu Ly tiên tử càng là người có công lao tái tạo một giới, đủ để phục chúng. Lý Ngọc Phủ hiển nhiên đã sớm tính toán, chậm rãi nói, tòa tĩnh đàn cuối cùng là Bắc Hải tĩnh, đệ tử cho rằng có thể để thế lực khác cùng nhau đề cử một người, coi như ban ân huệ. Tần Tăng âm thầm gật đầu, Lý Ngọc Phủ cân nhắc rất chu đáo, sắp xếp chủ nhân một tĩnh và sư môn, để phòng ngừa việc một nhà độc đại trong tĩnh đàn, lại cân nhắc đến ý nghĩ của thế lực khác, có thể nói là rất cân bằng. Không nói đến việc thế lực khác đề cử nhân tuyển, tất sẽ có một phen tranh đấu. Kẻ được đề cử tại Bắc Hải không có căn cơ, Bắc Hải lại là tổ đình của Thanh Dương quan, lại thêm vào cự đầu Huyền Thiên cung, chủ nhân tĩnh đàn khó có thể tự ý hành động. Trong hệ thống đạo đình, chủ nhân tĩnh đàn cũng không thể chuyên quyền độc đoán vị trí then chốt, chỉ dùng người tin cẩn của Thanh Dương quan, về sau giao Thanh Dương trị cho ngươi, bần đạo không còn lo lắng gì nữa. Tần Tang vui mừng nói. Lý Ngọc Phủ không hề tự đắc, khom người nói, sư thúc quá khen. Trong khi nói chuyện, bọn hắn đã đến trị đàn, nhìn từ xa phong mạo đã khác xưa, vây quanh cổ Na Di trận vốn là một tòa tiên thành, hiện tại đã khuếch trương ra bên ngoài, chỉ chừa lại trong thành mấy ngọn núi. Địa thế sơn phong không tính hiểm trở, mây mù lượn lờ, mộ lâm tu trúc, cổng trào nằm ở trên núi. Phía trên có đề năm chữ vàng, trị đàn Thanh Dương trị, cũng có kim giáp vệ sĩ thủ vệ nơi này. Tuy không bằng trị đàn Bạch Thạch trị mà Tần Tang từng thấy, niên đình đài lầu các ẩn hiện trong tiên vân cổ thụ, bên ngoài là tiên thành rộn ràng náo nhiệt, có thể nói là động tĩnh kết hợp, thanh tân mà xa xăm, đồng thời tràn đầy vẻ thần bí. Uy nghiêm, chương 3338, Hoàng đạo truyền pháp của Na Di trận tọa lạc nơi trên núi, người thường không thể tùy tiện ra vào. Gần đỉnh núi có những tòa kim điện, trong đó có một tòa lục ti điện nguy nga tráng lệ, cũng là nơi đặt trị đàn. Hai người đáp xuống trước lục ti điện, Lý Ngọc Phủ tiến lên mở cửa. Tần ta nhìn thấy bên trong có một pháp đàn trống trải. Các loại pháp đàn của đạo môn đều hỗ trợ lẫn nhau, mấu chốt nằm ở những vật phẩm được khắc ấn bên trong, ví dụ như lôi đàn chứa tế lôi thệ trương và lôi phù, pháp đàn truyền lục có đô công ấn và pháp lục. Thời thượng cổ, pháp đàn truyền lục có thể ban lục, xây bốn bức tượng thần dịch, khinh thần triệu tướng, thi triển lôi phù, lôi pháp, toàn diện hơn lôi đàn rất nhiều. Tần Tang cũng có thể dung hợp lôi đàn vào trị đàn, thuận tiện ngự sử, nhưng một pháp đàn gánh vác quá nhiều chức năng sẽ dẫn đến xung đột, còn phải xem tu vi và năng lực khống chế của đàn chủ. Vì đây là lần đầu tiên hắn thiết lập pháp đàn truyền lục, nên quyết định xây dựng trị đàn từ đầu, một là để che chở Thanh Dương trị, một để truyền lục, chờ sau khi trị đàn đủ mạnh sẽ cân nhắc dung hợp. Nhưng hiện tại đã chuẩn bị cho việc dung hợp, ba phân đàn hạch tâm đều được đặt gần tĩnh đàn. Lý Ngọc Phủ cung kính đứng trước cửa, Tần Tang bước vào lục ti điện, thiên quân giới lóe sáng, vô số linh tài như nước chảy tràn ra, biến ảo thành muôn hình vạn trạng trước mặt Tần Tang. Tần Tang tự mình ra tay,
Chị đàn nhanh chóng thành hình, nhìn sơ qua, ngoại trừ lớn hơn tĩnh đàn một chút, hình dạng và cấu tạo cơ bản đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Vù, chị đàn khẽ rung lên, Tần Tang phiêu nhiên đáp xuống chị đàn, tâm niệm vừa động, mi tâm bắn ra một tia thanh quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, một tòa lục đàn hư ảo hiện ra. Lý Ngọc Phủ đã có chút hiểu biết về đạo đình, cảm nhận được khí tức thần bí tỏa ra từ lục đàn, ánh mắt nhìn về phía lục đàn vừa rung động vừa mong chờ. Hộ đàn thần tướng Lôi Tổ bị Tần Tang cố ý che giấu, theo ý niệm của hắn, sắc lệnh kim thư và ngũ lôi sứ viện ấn trong tay, Lôi Tổ bay ra khỏi lục đàn, lơ lửng trên trị đàn. Cùng lúc đó, ba đạo thanh quang bắn ra từ thần tiêu lôi tỷ trong lục đàn, ngưng tụ thành hư ảnh của ba đạo pháp lục trước mặt Tần Tang, theo thứ tự là sơ giai thái thượng chín nhất đồng từ liên quan tướng quân lục, nhị giai lưu kim hỏa linh lục và tam giai ngũ lôi bí lục. Sắc lệnh kim thư bắn ra một điểm kim quang, hóa thành kim phủ trống rỗng, một đạo pháp lục in lên trên đó, ngưng kết thành một đạo kim phủ chân chính, ngũ lôi sứ viện ấn cũng phân ra một hư ấn, chui vào kim phủ. Kim phủ chấn động, khí tức đột nhiên biến đổi, tản ra uy năng kỳ dị. Ba đạo kim phủ đồng thời ngưng tụ thành hình, hóa thành ba điểm kim quang, xoay tròn rơi vào trị đàn. Bên trong trị đàn, ba đạo kim phù xoay quanh lẫn nhau, lúc tụ lúc tán, bên trong kim quang thì thoảng hiện ra hình bóng của một kim ấn, hình dạng gần giống thần tiêu lôi tỷ. Thông thường, trị đàn sau khi xây dựng sẽ câu thông thần đỉnh, lấy ba đạo kim phù này làm cơ sở, ngưng tụ đồ công ấn. Tâm thần Tần Tang chìm vào trị đàn, dẫn dắt kim phù, toàn lực thúc giục, thử cảm ứng thần đỉnh, kết quả không nằm ngoài dự đoán, như đá trên biển lớn, không có hồi âm. Tuy nhiên, trên kim phù có ngũ lôi sứ viện ấn. Nghĩa là Tần Tang có thể cho người khác thụ lục, chỉ kha là khi thụ lục bức dâng tấu chương, lục sẽ không đến thần đình mà bay về trị đàn. Không cảm ứng được gì, Tần Tang từ bỏ, thu hồi tâm thần, chân nguyên điên cuồng tràn vào trị đàn, lục ti điện chấn động mãnh liệt, trị đàn bắn ra một cột sáng xanh biếc, xuyên qua mái điện, phóng lên trời cao. Thời khắc này bên ngoài tiên thành, hơn nửa Trung Châu đều nhìn thấy cột sáng xanh biếc này. Ngay sau đó, tất cả tĩnh đàn, đồ đàn và phân đàn đều xuất hiện dị tượng, bắn ra thanh quang, hô ứng lẫn nhau với trị đàn. Cảnh tượng này khiến phong bạo giới chấn động, dân chúng nghị luận, cho rằng sắp có đại sự xảy ra. Dị tượng không kéo dài lâu, nếu lúc này có người ở gần tĩnh đàn và đồ đàn, sẽ nhìn thấy khi thanh quang thu hồi lại, mơ hồ có một tia kim quang theo thanh quang chui vào bên trong đàn. Từ giờ phút này, tất cả các đàn đều có năng lực truyền lục, dựa theo đẳng cấp mà truyền thụ pháp lục khác nhau. Cao nhất là tam giai ngũ lôi bí lục, chỉ có trị đàn mới có thể truyền thụ. Tần Tang chậm rãi mở mắt, nhìn Lý Ngọc Phủ, nói, chọn ngày lành tháng tốt, mời các đạo hữu đến trị đàn tham quan, ta sẽ truyền lục cho người. Lý Ngọc Phủ sẽ là người đầu tiên được thụ lục. Tần Tang hỏi, ngươi muốn tu luyện công pháp nào? Lôi pháp của đạo môn cũng chia làm nhiều trường phái khác nhau, đều là cao thượng thần tiêu lục, nhưng có thể tu luyện công pháp khác biệt. Đệ tử cảm thấy thần tiêu thập tự thiên kinh phù hợp với bản thân. Nhất Lý Ngọc Phủ cung kính đáp. Tần Tang lấy ra rất nhiều lôi kinh cho Lý Ngọc Phủ lựa chọn. Ngũ lôi sứ viện ấn ghi chép rất nhiều lôi kinh thượng thừa, như tam cung nội chỉ, hỗn nguyên lục thiên, như ý kinh, động huyền ngọc su lôi pháp. Thần tiêu thập tự thiên kinh cũng nằm trong số đó. Đương nhiên, vẫn có những lôi kinh phổ biến hơn, như nguyên lôi bí điển, hành vân khởi vũ bí thư. Cùng với lôi pháp ngũ hành thông dụng phù hợp với tu sĩ có ngũ hành linh căn, Tần Tang sẽ không dễ dàng lấy ra lôi kinh thượng thừa cho người ngoài, phải có điều kiện và hạn chế nhất định. Tần Tang gật đầu, lấy ra một khối ngọc giản. Kinh thư này có nguồn gốc từ thời kỳ thần tiêu tổng chế của đạo đình, là một bộ lôi kinh thượng cổ, uy năng cường đại. Ngươi nửa đường đổi tu lôi đạo, muốn lĩnh ngộ được nó cũng không dễ dàng. Tuy vi sư không phải là lôi tu chân chính, nhưng cũng có chút kiến giải về đạo này, đều ghi chú phía sau lôi kinh. Đa tạ sư thúc chuyển pháp. Lý Ngọc Phủ quỳ hai gối xuống, cung kính nhận lấy lôi kinh. Không lâu sau, tin tức truyền ra, các thế lực nườm nượp đến trị đàn tham quan. Trước mặt mọi người, Tần Tang mở trị đàn, dâng hương cầu khấn, tấu lên thần tiêu thượng cung, tự mình thay Lý Ngọc Phủ thụ lục. Cùng Lý Ngọc Phủ thụ lục còn có 20-30 vị tu sĩ hóa thần kỳ quyết định chuyển tu lôi pháp. Vẫn còn một số người do dự, nhưng rất nhanh đã hối hận. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên giao Tần Tang đích thân truyền lục, sau khi chị đàn truyền ngũ lôi bí lục cho Lý Ngọc Phủ và những người khác, ngừng luyện ra lục đàn, thì bọn họ sẽ thay Tần Tang truyền lục cho người khác. Điều này có nghĩa là những người thụ lục lần đầu tiên có thể tự xưng là môn sinh của sứ quân, dù không phải là đệ tử của Thanh Dương Quan, nhưng quan hệ này cũng đủ khiến người khác hâm mộ. Sau khi Lý Ngọc Phủ,
và những người khác được thụ ngũ lôi bí lục, bốn tòa tĩnh đàn đều đã có người chủ trì, đô đàn, phân đàn cũng có người quản lý. Thanh Dương Trị dần đi vào quỹ đạo phát triển. Từ đó lôi pháp của đạo đình bắt đầu hưng thịnh. Cứ cách một khoảng thời gian, vô số tu sĩ và phàm nhân lại đến các phân đàn thụ lục. Trong thụ lục điện, Tần Tam khoanh chân ngồi trên trị đàn, nhắm mắt cảm ứng điều gì. Khi ra mở trị đàn còn có lợi ích này, Tần Tam lẩm bẩm. Hắn cảm giác được, theo số người tiếp nhận pháp lục, tu luyện lôi pháp ngày càng nhiều, mối liên hệ giữa bọn họ và trị đàn cũng ngày càng chặt chẽ. Từ sâu thẳm, uy năng của trị đàn đang dần tăng lên. Kim ấn trên ba đạo kim phủ càng ngày càng rõ nét. Trị đàn có thể trợ giúp đàn chủ thi triển lôi pháp. Trị đàn càng mạnh, hiệu quả càng rõ ràng. Đáng tiếc, công pháp của hắn không phải lôi kinh, ngũ lôi bí lục cũng đã tu luyện đến đỉnh phong, không biết phải đi đâu tìm kiếm tứ giai tử hư ti lôi bảo lục. Tuy nhiên, vẫn có chỗ để tham khảo. Dù sao, hoàng đạo truyền pháp cũng là một con đường để chứng đạo đại thừa. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt chấm tốt, chương 3339, danh ngạch kiến vào thánh địa. Đây là đạo tràng của ta. Tần Tang tiến vào đỉnh núi, chậm chậm bay lên không trung, đảo mắt nhìn bốn phía, thu vào tầm mắt là sông núi non nước mênh mông. Tố Nữ và Chu Tước đang bế quan tu hành tại Thanh Dương Quan. Có ba vị tu sĩ luyện hư tọa trấn, lại có được sự đồng ý của Chu Yếm tộc tại dị nhân tộc cũng không tính là bộ tộc nhỏ. Bốn vị đàn chủ của tĩnh đàn đã có đủ nhân tuyển, ngoại trừ Lý Ngọc Phủ được định ra từ sớm. Bảo Hỷ cùng Vân Tâm Sư Thái vẫn còn một vị là do các thế lực khắp nơi cùng nhau đề cử. Người này tự xưng là Thận Khiêm Đạo Nhân, là một gã tu sĩ trùng châu quật khởi sau thiên địa biến cố. Là nhân vật, làm mọi việc đều thuận lợi, bất luận chính tả đều có thể kết giao, có chút gia tình với Đông Hải yêu tộc, Tây Thổ Phật Môn. Là một gã tán tu, y chưa từng gia nhập bất kỳ môn phái nào, không chỉ thuận lợi vượt qua nhiều lần kiếp nạn, lại nhiều lần lập công, nhiều lần dựa vào ban thưởng đột phá bình cảnh, cuối cùng đi đến một bước này, trở thành một vị chủ nhân tĩnh đàn. Rất có sắc thái truyền kỳ, dưới tĩnh đàn, các chức quan của đô đàn, phân đàn đang từ từ được bổ sung. Một góc trị đàn có yêu khí vườn quanh, chính là Long Kình Phụng mệnh xuất lĩnh yêu binh trấn thủ nơi đây. Những yêu binh còn lại cũng được phái đi các nơi, bảo vệ Thanh Dương Trị. Kỳ Hoàng dẫn đầu cao thủ vu tộc trồng si hoa thụ. Bên trong Thanh Dương Trị, tiên, thần, nhân, yêu, vu cư trú, một mảnh triều khí phồn thịnh, vui vẻ phồn vinh. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù bay tới, thần thức Tần Tang quét qua, biết được là thiếu sư đến thăm. Thiếu sư còn đang trên đường, đã phát thiếp mời đến Thanh Dương Quan sớm. Lúc ấy Lý Ngọc Phủ đang xem xét bên trong, nhận được thiếp mời, vội vàng bẩm báo cho Tần Tang. Đến cũng nhanh, Tần Tang thầm nghĩ, thiếu sư đến sớm hơn hắn dự đoán một chút. Không phái người khác mang tin tức đến thăm dò ý tứ của hắn, trực tiếp phái thiếu sư đến, có thể thấy được Ti Hoàng chờ mong khối thận lâu giác này thế nào. Bước ra một bước, Tần Tang biến mất khỏi trị đàn Thanh Dương Quan. Một ngày nọ, sơn môn bỗng nhiên mở rộng, chung cổ Tề Minh là lễ nghi tiếp đón khách quý. Tần Tang đích thân ra ngoài nghênh đón. Ngoài núi, thảm đỏ trải đường, xa xa một đoàn người đang tiến đến. Tám con thiên mã kéo loa giá đi trên thảm đỏ, trong nháy mắt đã đến gần Thanh Dương Quan. Hiếu sư bước ra khỏi loan giá, mỉm cười chắp tay. Lão phu mạo muội đến thăm, quấy dày Tần chân nhân, thiếu sư đại nhân giá lâm, đệ quan thật là vinh hạnh. Tần Tang giang chắp tay, nghi người tránh ra, mời thiếu sư vào trong núi. Thiếu sư cùng Tần Tang sóng vai, tựa hồ đã quên hai người từng là địch, ngữ khí thân thiết. Lão phu họ Tự, thiếu sư chỉ là hư danh do Ti Hoàng ban tặng mà thôi. Có câu không đánh không quen, lão phu kính nể Tần chân nhân vạn phần, không biết có tư cách để Tần chân nhân gọi ta một tiếng Tự đạo hữu hay không. Họ Tự. Tần Tang nhớ Tư Lục từng nói, trong tứ đại vương tộc có một nhà họ Tự, họ này rất hiếm thấy trong Ti U tộc, chẳng lẽ thiếu sư xuất thân từ vương tộc? Vì sao lại gia nhập dưới trướng Ti Hoàng? Trong đó có ẩn tình và ân oán gì? Tần Tang không truy hỏi đến cùng, biết điều nói, bần đạo vinh hạnh vô cùng. Thiếu sư thoải mái cười to, nhìn ra được thiếu sư không thích những lễ tiết rườm rà. Tần Tang phất tay cho lui đám người, mời thiếu sư đến nghênh khách phòng. Trong đại điện, chỉ có hai người Tần Tang và thiếu sư ngồi đối diện nhau. Thiếu sư nhìn ra ngoài núi, cảm khái nói, mới ngắn ngủi mấy chục năm, đạo tràng của Tần chân nhân đã đổi mới hoàn toàn, Tự đạo hữu quá khen. Tần Tang nói, thiếu sư khẽ lắc đầu, lão phu tin tưởng linh giác của bản thân, nếu như Lưu Vương hiện tại hưng binh xâm phạm, lão phu nhất định kiệt lực khuyên can y, cũng có thể giúp Lô Gia tránh được một kiếp. Tần Tang cười trừ, biết rõ còn hỏi,
Chẳng lẽ Tự đạo hữu đến đây vì nhớ Nhung Lô Vương sao? Tần chân nhân nói đùa, làm sao lão phu có thể lừa gạt được Tần chân nhân? Viên thận lâu giác kia của Lô gia hẳn là vẫn còn trong tay Tần chân nhân chứ? Thiếu sư dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tần Tang không phủ nhận, gật đầu nói, cho dù muốn giao dịch, bần đạo cũng sẽ cân nhắc đến thế lực hùng hậu nhất là hoàng tộc trước. Trong khoảng thời gian này, cũng có không ít cao thủ Ti U tộc tiếp xúc với Tư Lục đạo hữu tiếp xúc đều bị ngăn cản trở về. Thiếu sư nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Không biết Tần chân nhân có tính toán gì không? Lần này Tự đạo hữu đến đây là do Ti Hoàng phái tới, không biết Ti Hoàng hứa hẹn điều kiện gì? Tần Tang không đáp, hỏi ngược lại. Câu hỏi của Tần Tang rất trực tiếp, muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Thiếu sư cũng không cảm thấy bị mạo phạm, song phương đều hiểu rõ ý đồ của nhau, nói thẳng sẽ tốt hơn. Bèn thản nhiên nói, phải xem ý của Tần chân nhân thế nào, bao gồm đan dược, linh bảo hay là dị bảo khác. Chỉ cần Tần chân nhân nguyện ý giao dịch, yêu cầu không quá đắt đáng, chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Điều kiện này có thể nói là vô cùng rộng rãi, tương đương với việc để Tần Tang tùy ý đưa ra yêu cầu. Hoàng tộc xác thực có năng lực này, nhưng Tần Tang lại nhạy bén nhận ra một tia không tầm thường. Ti Hoàng tự hồ khá sốt ruột, nếu Ti Hoàng vẫn luôn hào phóng như vậy, căn bản không quan tâm bản thân ra giá cao thấp, đã sớm phái thiếu sư đến rồi. Kéo dài đến bây giờ, chứng tỏ Ti Hoàng muốn kéo dài thêm một chút thời gian, mặc cả thêm, chẳng lẽ thánh địa sắp mở ra? Tần Tang đột nhiên hỏi. Tần chân nhân quả nhiên nhạy bén. Thiếu sư thở dài, biết rõ không gạt được, thánh địa liên quan đến lợi ích của mỗi bộ tộc, chỉ cần Tần Tang nguyện ý điều tra, nhất định có thể điều tra được. Ti Hoàng cũng không ngờ dấu hiệu lại đến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút vội vàng, bởi vì sau khi đổi lấy thận lâu giác còn phải phân tích tin tức mà chủ nhân trước kia để lại, phân biệt thật giả, lựa chọn cơ duyên, vạch ra kế hoạch sách lược. Những tin tức này có giá trị rất lớn, hoàng tộc đã sớm thèm muốn thận lâu giác của các bộ tộc khác, đáng tiếc không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt, nếu không sẽ không thể ăn nói với lão tổ tông trong thánh địa. Năm đó Ti Hoàng ngăn cản Lô Vương đuổi tận giết tuyệt, cũng là vì thận lâu giác của Yển Sơn Tư gia bặt vô âm tín. Nghe đồn vùng đất Ô Chọc mơ hồ xuất hiện dị tượng còn đang xác nhận, nhưng chắc hẳn cách này thủy triều dâng không xa, cho dù không phải lần này, cũng hẳn là lần thủy triều tiếp theo. Thủy triều dâng của vùng đất Ô Chọc có đại triều và tiểu triều, đều không có thời gian xác định, chỉ có thể suy đoán ra phạm vi đại khái. Tiểu triều có thể cách nhau vài chục năm, đại triều cách nhau mấy trăm năm cũng là bình thường. Một khi xuất hiện dị tượng rất nhanh sẽ đến. Đoán chừng là vì còn chưa xác định nên Nguyên Tượng tộc trưởng mới không đưa tin tức đến. Nếu lần thủy triều tiếp theo là đại triều, vậy chỉ còn thời gian mấy chục năm. Tần Tang trước đó nghe Ninh Chân Nhân nói trong vòng ngàn năm, còn tưởng rằng thời gian rất dư giả, không khỏi may mắn bản thân đã lựa chọn tăng cao thực lực trước, có thể luyện hóa khốn thiên kim tỏa trước khi lần thủy triều tiếp theo đến. Hiếu sư vô cùng thẳng thắn, Tần Tang ý thức được đây chẳng phải là cục diện mà hắn mong muốn sao. Trầm ngâm một chút, Tần Tang nhìn thiếu sư nói, bần đạo không thiếu linh đan, cũng không thiếu linh bảo. Bất quá, nghe nói qua truyền thuyết về thánh địa, tuy bần đạo là người ngoại tộc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khao khát, tràn đầy hiếu kỳ và mong đợi với thánh địa. Thiếu sư kinh ngạc nói, ý của Tần chân nhân là, Tần Tang gật đầu, điều này không thể nào. Thiếu sư lắc đầu liên tục, quả quyết nói, Tần chân nhân không phải hậu duệ của dị nhân tộc chúng ta, thánh địa há có thể cho phép ngoại tộc tiến vào. Thật sự không có một chút khả năng nào sao? Tần Tang cắt ngang lời thiếu sư. Ti ưu tộc hay là toàn bộ dị nhân tộc chẳng lẽ chưa từng có tiền lệ? Bần đạo mơ hồ nghe nói trong Minh Ước Thượng Cổ có một quy tắc. Chương 3340, dấu hiệu sơ hiện. Thiếu sư khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi. Điều lệ này Ti ưu tộc chưa từng sử dụng. Dù sao danh ngạch tiến vào thánh địa có hạn, ai lại đem trong ngoại tộc? Huống chi còn cần xin chủ nhân của thận lâu giác trong tộc đồng ý. E là ngay cả Ti Hoàng cũng đã quên mất điều lệ này, trong tộc biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vị Tần chân nhân này có thể tra ra được, quả nhiên là có bản lĩnh. Trước khi đến, thiếu sư tràn đầy tự tin, nào ngờ Tần Tang lại đưa ra loại điều kiện này, không khỏi chần chừ. Tần Tang không thúc giục, kiên nhẫn nhấp một ngụm linh trà. Tần chân nhân tiến vào thánh địa, hẳn là không tranh đoạt cơ duyên với tộc ta chứ? Thiếu sư nhíu mày hỏi. Tần Tang thông qua Hàn Giang Lô gia cùng Yển Sơn Tư gia có được thận lâu giác mới biết rõ về thánh địa, vạn nhất hắn cũng nhắm vào cơ duyên nào đó được ghi chép trong thận lâu giác, xung đột với hoàng tộc, chẳng phải tự rước thêm một đại địch sao? Bần đạo sẽ tận lực tránh mặt hoàng tộc, sau này có thể lập khế ước. Tần Tang thản nhiên nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, một viên thận lâu giác có hai danh ngạch, bần đạo chỉ chiếm một, hoàng tộc
chẳng phải được một danh ngạch sao? Đạo hữu còn do dự điều gì? Sắc mặt thiếu sư cứng đờ. Tần chân nhân không còn yêu cầu nào khác sao? Tuyệt đối không thể. Người có biết thuyết phục chủ nhân của Thận Lâu Giác Khác để một ngoại tộc đồng hành cần phải trả giá lớn đến mức nào không? Tần Tang thản nhiên nói. Đạo hữu cứ bẩm báo lại với Ti Hoàng, sau này chúng ta bàn lại. Nghe vậy, thiếu sư muốn nói lại thôi. Rõ ràng thời gian gấp rút, nhưng y lại không thể làm chủ. Việc này e là ngay cả Ti Hoàng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thiếu sư không khỏi thầm than, lỡ lời nán lại, trò chuyện với Tần Tang một lúc, liền đứng dậy cáo từ. Nhìn theo Loan Giá rời đi về phía tây, Tần Tang âm thầm trầm tư. Lần này thiếu sư đến khí thế bừng bừng, chắc hẳn mang theo không ít bảo vật, nhưng vì có thể tiến vào thánh địa cũng đành phải từ bỏ. Tiễn thiếu sư xong, Tần Tang lập tức quay về hòa thất. Bên trong hòa thất, tám tôn kim nhân đang vây quanh Khốn Thiên Kim Tỏa vận chuyển kim dịch. Lực cản của Khốn Thiên Kim Tỏa ngày càng yếu ớt. Cũng đủ rồi, Tần Tang cảm ứng một chút, lẩm bẩm. Từ núi Tử Vân trở về, hắn gần như không dành thời gian tu luyện. Ngoài thời gian mở thanh dương trị, gần như dồn hết tâm tư vào kiếm trận và Khốn Thiên Kim Tỏa. Kiếm trận cũng có không ít tiến triển. Trước khi thánh địa mở ra, dù Đông Phương Thanh Long kiếm trận chưa đại thành, cũng có thể sử dụng để đối địch. Ba tòa kiếm trận cùng lúc xuất hiện, uy lực nhất định tăng lên một bậc. Tần Tang dùng kim dịch gia trì cho kim nhân, sau đó tiếp tục nghiên cứu kiếm trận. Thiếu sư rời đi, mấy tháng liền không có tin tức. Có thể thấy điều kiện này quả thực khiến Ti Hoàng vô cùng khó xử. Tần Tang cũng không chờ thiếu sư, mà là chờ được tộc trưởng Nguyên Tượng mang tin tức đến, cơ bản giống với dự đoán của hắn. Sau hai lần thủy triều rút, ắt có một lần dâng cao. Tần chân nhân có thể chuẩn bị sớm. Lần này viên kiệu pháp hội, chân nhân hãy cùng chúng ta đi, cũng có thể mang theo vài vị đạo hữu và hậu bối. Tộc trưởng Nguyên Tượng nói, liệu có bại lộ hành tung không? Tần Tang lo lắng. Theo lời Ninh chân nhân, hắn cần phải cùng Lưu Ly Dịch Dung ẩn mình trong bóng tối, tránh bị kẻ thù phát hiện. Không sao, trước khi viên kiệu pháp hội diễn ra, thánh địa vẫn chưa mở. Các cường giả của các tộc đều sẽ đến tham gia pháp hội, cũng có không ít người quen biết ngoại tộc, kỳ chân dị bảo vô số kể, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Pháp hội gần kết thúc, thánh địa mới mở, cửa vào thánh địa có cấm chế riêng. Tần chân nhân chỉ cần có được sự đồng ý của Ti U tộc, được tất cả Thận Lâu Giác gia trì là có thể đi qua cửa vào thánh địa, không cần thông báo cho các tộc khác. Để tránh phiền phức, Ti Hoàng chắc chắn sẽ tìm cách che giấu thân phận cho người. Chu Yếm tộc đã từng đưa không ít ngoại tộc vào thánh địa, tộc trưởng Nguyên Tượng kinh nghiệm rất phong phú. Tần Tang yên tâm, thở dài, đáng tiếc thiếu sư Bạch Vô Âm tín, không biết Ti Hoàng rốt cuộc có ý gì. Chưa trực tiếp từ chối thì còn cơ hội, Ti Hoàng chắc đang thăm dò thái độ của những người khác, đợi thêm một thời gian nữa. Lần này tộc trưởng Nguyên Tượng đến không chỉ truyền tin tức, mà còn muốn quan sát trị đàn. Tần Tang rất hào phóng, mở đại điện thụ lục ra, mời tộc trưởng Nguyên Tượng đi vào. Tộc trưởng Nguyên Tượng không khỏi tấm tắc khen ngợi, liên tục tán thưởng, quả nhiên là đạo đình từng uy chấn đại thiên, không ngoài dự đoán của tộc trưởng Nguyên Tượng. Không lâu sau khi lão đến, thiếu sư rút cuộc cũng trở lại. Tần Tang mời thiếu sư đến Minh Khách Phong. Sau khi hàn huyên đôi câu, thiếu sư đi thẳng vào vấn đề, nói ra một tin tức tốt. Khoảng thời gian này, chúng ta đã liên lạc với vài vị đạo hữu đang nắm giữ Thận Lâu Giác, muốn thuyết phục bọn họ quả thực không dễ dàng. Bất quá, dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Tần Tang không dao động, nghe thiếu sư nói tiếp, Tị Hoàng đại nhân, cần phải xác nhận một chuyện, chúng ta phải trả giá lớn như vậy để giúp Tần chân nhân tiến vào thánh địa, sẽ không trở thành mối lo của chúng ta chứ? Bần đạo đã nói có thể lập khế ước, Tị Hoàng đại nhân càng muốn Tần đạo hữu trở thành trợ thủ của chúng ta. Thiếu sư cắt ngang, sau khi vào thánh địa, mời Tần chân nhân hội hợp với chúng ta, cùng nhau phá giải một phong ấn. Tần chân nhân yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian. Sau đó, Tần chân nhân vẫn còn rất nhiều thời gian để tự mình thăm dò thánh địa. Tần Tàng nhíu mày. Sau khi vào thánh địa, hắn nhất định phải nhanh chóng hội hợp với Lưu Ly. Chưa nói đến việc phá giải phong ấn cần bao lâu, nói không chừng còn gặp nguy hiểm và đối thủ khác. Tương đương với việc hắn dùng một viên Thận Lâu Giác và bản thân, chỉ đổi lấy một lần tư cách tiến vào thánh địa. Tần Tang cười lạnh, nếu như có thể nhiều lần đưa bần đạo vào, có lẽ ta sẽ cân nhắc, cũng không phải không được, chỉ cần Tần chân nhân bằng lòng đứng về phía chúng ta. Phần lớn cơ duyên trong thánh địa đều vô dụng đối với ngoại tộc, so với những người khác, Tần chân nhân đáng tin cậy hơn. Thiếu sư nghiêm mặt nói, Tần chân nhân, đừng vội từ chối, không bằng nghe điều kiện tiếp theo. Hoàng tộc chúng ta đã có được một bảo vật trong thánh địa, tên là Huyễn Thiểm Châu. Đây là một loại dị bảo lôi đạo.
bản thân nó không có uy lực gì mạnh, nhưng có thể phong ấn một đạo lôi pháp. Khi gặp địch nhân, Tế Gia Bảo Châu này có thể thi triển lôi pháp trong nháy mắt. Thần sắc Tần Tang đột nhiên khẽ động, chân nhân cũng đoán được, với phong ấn kia, vốn dĩ chúng ta không nắm chắc, nhưng có Tần chân nhân tương trợ thì khác. Chúng ta muốn mời Tần chân nhân thúc giục lôi đàn, thi triển đạo lôi phù từng tiêu diệt đại cung phụng năm đó, phong ấn vào trong Huyễn Thiểm Châu. Mặc dù Bảo Châu này mỗi lần chỉ có thể phong ấn một đạo lôi pháp, nhưng có thể sử dụng nhiều lần. Sau khi thành công, hoàng tộc nguyện dâng Bảo Châu này cho Tần chân nhân, coi như thủ lao. Thiếu sư, nói với giọng điệu đầy mê hoặc, trên đời lại có dị bảo như vậy? Trái tim của Tần Tang đập thình thịch, trầm giọng hỏi, người chắc chắn Bảo Châu này có thể phong ấn lôi phù? Thiếu sư ngập ngừng, y cũng không dám chắc chắn, dù sao lôi phù kia quá mạnh, thử một lần là biết. Dưới uy năng của lôi đàn, phong ấn một đạo lôi phù yếu hơn cũng là một trợ lực mạnh mẽ. Tần Tang gật đầu, đang định lên tiếng, đột nhiên cảm thấy nguyên thần khác thường. Là Vân Du Kiếm đang rung động. Các bạn vừa nghe xong tập 334 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nha. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.